Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 162. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một luồng kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Thác Bạt Ngạn ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, ánh mắt dần trở nên ngây dại. Không ngày ngày bên nhau, phần tình cảm kia trái lại càng thêm sâu đậm. Trong tinh không, Diệp Huyên ngự kiếm mà đi. Hai mắt hắn khép hờ. Trong khoảng thời gian này, hắn gặp rất nhiều bạn bè trước đây, cảm xúc rất sâu sắc. Thế giới phía trước rất đặc sắc, nhưng cũng không cần phải lãng quên con đường đã từng đi qua. Rất nhiều người, không nên cứ vậy mà biến mất khỏi cuộc sống của mình. Đặc biệt là những người đã từng giúp đỡ mình. Một người cũng không nên quên. Sơ tâm. Mãi đến giờ phút này, Diệp Huyên mới hiểu được một chuyện. Thật ra, không quên sơ tâm là chuyện vô cùng khó khăn. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nghi ngờ nói, Tiểu Tháp, lần này ta cảm ngộ nhiều như vậy, vì sao kiếm đạo chưa đột phá? Có phải là chỗ nào xảy ra vấn đề rồi không? Tiểu Tháp nói, Tiểu Chủ, có thể là đầu óc ngươi xảy ra vấn đề. Sắc mặt Diệp Huyên lập tức sầm lại. Tiểu Tháp thấp giọng thở dài, Tiểu Chủ, ngươi mới chỉ cảm ngộ được xíu siêu nhân sinh mà thôi. Hơn nữa, cũng không hề liên quan đến kiếm đạo của ngươi. Có phải ngươi đánh rắm rồi có chút cảm ngộ, kiếm đạo cũng phải tăng lên hay sao? Diệp Huyên. Tiểu Tháp lại nói, nhưng mà, chắc hẳn cũng không có chỗ xấu. Bởi vì ngươi nhận ra được vấn đề của chính mình. Diệp Huyên chớp chớp mắt, hơi không hiểu ta nhận ra vấn đề gì của chính mình. Tiểu Tháp hỏi ngược lại, không phải ngươi nhận ra rằng gần đây hơi khoác lác, muốn khiêm tốn lại một chút hay sao? Diệp Huyên nhíu mày, ta khoác lác sao? Tiểu Tháp im lặng một lát rồi nói, ngươi đang trêu ta đấy à, ngươi trêu một cái tháp thú vị lắm à? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, Tiểu Tháp, ngươi cảm thấy ta khoác lác sao? Tiểu Tháp tức giận nói, dưới ba kiếm, ta vô địch, trên ba kiếm, một đổi một câu nói này, không phải ngươi nói sao? Diệp Huyên gật đầu, đúng. Tiểu Tháp nói, chẳng lẽ câu nói này của ngươi không phải khoác lác? Ngươi nói xem trong ba kiếm, ngươi có thể đổi người sao? Diệp Huyên nói, khoác lác phạm pháp không? Tiểu Tháp sửng sốt. Diệp Huyên nói, nếu không phạm pháp, vậy ta khoác lác mình trâu bò một chút thì sao? Thì sao chứ? Tiểu Tháp im lặng một lát, sau đó nói, ngươi trâu bò hơn chủ nhân nhiều. Ở phương diện không cần thể diện và mặt dày mày dạn, ngươi đúng là con giỏi hơn cha. Diệp Huyên cười ha ha một tiếng, Tiểu Tháp, ta đã từng nói, người sống trên đời này, thứ không quan trọng nhất chính là thể diện. Một lớp da mặt, muôn kiểu cuộc đời, cười ở bên ngoài, khóc ở trong lòng, cười ở trong lòng, lại khóc ở bên ngoài. Thể diện chính là thứ không thể dựa vào nhất trên thế giới này, cần nó cũng có lợi ích gì. Tiểu Tháp. Diệp Huyên cười nói, cũng giống như cưới vợ ở thế tục, người không cần thể diện, tuyệt đối sẽ không thiếu vợ. Tiểu Tháp khẽ thở dài, Tiểu Chủ, ta hơi lo lắng. Diệp Huyên hơi không hiểu, lo lắng cái gì. Tiểu Tháp nói, chủ nhân đã rất không cần thể diện, mà ngươi, con trai giỏi hơn cha, ngươi không phải không cần thể diện, mà ngươi căn bản không có. Bây giờ, ta hơi lo lắng về con cái sau này của ngươi. Nếu sau này tiểu chủ kế thừa truyền thống tốt đẹp không cần thể diện của hai người các ngươi, vậy sẽ khủng bố cỡ nào? Diệp Huyên. Tiểu Tháp đang định nói tiếp, đúng lúc này, không gian trước mặt Diệp Huyên hơi rung động. Ngay sau đó, một người đàn ông đi ra. Chính là Lâu chủ Tiểu Lâu. Lâu chủ Tiểu Lâu trầm giọng nói, Diệp công tử, nấm mồ thần linh muốn dụ ngươi đến rồi giết chết ngươi. Diệp Huyên nhíu mày, dụ ta đến rồi giết chết ta. Lâu chủ Tiểu Lâu gật đầu, cao thủ cổ thần của nấm mồ thần linh không cách nào đi ra, bởi vậy, bọn họ muốn dụ ngươi tiến vào nấm mồ thần linh, sau đó giết chết ngươi. Bọn họ. Diệp Huyên đột nhiên nói, cao thủ cổ thần của bọn họ không cách nào đi ra. Lâu chủ Tiểu Lâu gật đầu, đúng vậy, có pháp tắc tối cao hạn chế. Khóe miệng Diệp Huyên hơi nhếch lên. Thì ra là cao thủ cổ thần không thể đi ra. Lâu chủ Tiểu Lâu lại nói, bởi vậy, bọn họ muốn dụ ngươi đến nấm mổ thần linh, sau đó giết ngươi. Diệp Huyên nói, chắc chắn bọn họ sẽ ra tay với người bên cạnh ta. Lâu chủ Tiểu Lâu gật đầu, đang định nói chuyện, Diệp Huyên lại đột nhiên nói, ở bên này,
ta chỉ quen biết Lý Tu Nhiên và Cổ Thanh trưởng lão của Đại Linh Thần Cung. Nói xong, người hắn lập tức biến mất khỏi nơi này. Khi xuất hiện lại lần nữa, Diệp Huyên đã ở Đại Linh Thần Cung. Mà khi hắn vừa tiến vào vùng trời của Đại Linh Thần Cung, một lão già xuất hiện ở trước mặt hắn, lão già nhìn Diệp Huyên, chờ ngươi rất lâu rồi. Diệp Huyên cười nói, người của Nấm Mồ Thần Linh. Lão già gật đầu, ta muốn mời ngươi đến Nấm Mồ Thần Linh làm khách một chuyến. Hai người bạn của ngươi cũng đang ở đó. Nếu ngươi đến, bọn họ sẽ về. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, ở Nấm Mồ Thần Linh ngươi có địa vị như thế nào? Lão già nhíu mày, ngươi có ý gì? Diệp Huyên hơi suy nghĩ. Vèo. Một thanh phi kiếm chui vào giữa lông mày lão già. Không trực tiếp giết chết lão già, chỉ khóa chặt hồn phách của lão. Không chỉ như vậy, Diệp Huyên còn quay người phẩy tay áo một cái. Vèo 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 vèo. Bốn thanh phi kiếm đột nhiên bay ra, không xa trước mặt hắn, không gian bốn phía chợt nổ tung. Ngay sau đó, bốn người áo đen xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên, mà bốn người này còn chưa kịp phản ứng, bốn thanh phi kiếm đã chui vào giữa lông mày bọn họ. Trong nháy mắt chế ngự năm người. Diệp Huyên ngước nhìn lão già trước mặt, cười nói, bây giờ... Người thông báo cho người của Nấm Mồ Thần Linh, bảo bọn họ trong vòng nửa canh giờ thả bạn của ta ra, nếu không, ta đành dùng mạng của bốn người các ngươi bù mạng của hai người bọn họ, hai đổi bốn, ta cảm thấy đáng giá. Lão già nhìn chằm chằm Diệp Huyên, giờ phút này, trong lòng ông ta hoảng sợ muôn phần. Ông ta chính là đại thánh nhân đỉnh cao cảnh đó. Mà giờ phút này, ngay cả một kiếm của Diệp Huyên, ông ta cũng không đỡ nổi. Thực lực của thiếu niên trước mắt thật sự quá kinh khủng. Tính sai rồi. Diệp Huyên chợt nói, còn vấn đề gì không? Lão già nhìn Diệp Huyên, người dám đến Nấm Mồ Thần Linh không? Diệp Huyên mỉm cười, sau đó phẩy tay áo một cái. Quỳnh. Cơ thể lão già trực tiếp nổ tung, chỉ còn lại linh hồn, mà thanh phi kiếm kia vẫn cắm lên linh hồn ông ta, không hề biến mất. Diệp Huyên nhìn lão già. Cười nói, thông báo cho Nấm Mồ Thần Linh, bảo bọn họ thả người, nếu không, ta lập tức khiến năm người các ngươi biến mất khỏi thế gian này. Ngươi cũng có thể thử xem ta có dám hay không. Lão già im lặng một lát, sau đó ông ta mở lòng bàn tay ra, một tấm bùa truyền âm từ trong lòng bàn tay ông ta phóng lên tận trời. Một lát sau, không gian trên đỉnh đầu Diệp Huyên đột nhiên rung động, ngay sau đó, một bóng hình hư ảo của người đàn ông trung niên xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người. Cao thủ cổ thần. Nhưng mà, người tới không phải bản thể, chỉ là một hư ảnh. Nhìn thấy người đàn ông trung niên này, đám người lão già bên cạnh đều vội vàng thi lễ tham kiến Vũ Tôn. Chân trời, Vũ Tôn nhìn xuống Diệp Huyên, không nói gì. Cơ thể Diệp Huyên rung lên, sau đó lập tức xuất hiện ở đối diện Vũ Tôn, hắn nhìn Vũ Tôn, cười nói, thả người. Vũ Tôn nói, ngươi là người đầu tiên coi thường Nấm Mồ Thần Linh ta như vậy. Diệp Huyên nhìn chằm chằm Vũ Tôn, thả người. Vũ Tôn nói, sao ngươi không đến Nấm Mồ Thần Linh ta? Diệp Huyên phất tay áo. Vèo. Đầu của một cao thủ Nấm Mồ Thần Linh bay ra ngoài. Thần hồn câu diệt. Diệp Huyên nói, thả người. Vũ Tôn nhìn chằm chằm Diệp Huyên, tay phải gã khẽ vung lên, trong nháy mắt. Không gian bên phải gã hé mở, Cổ Thanh và Lý Tu Nhiên đi ra. Diệp Huyên cũng vung tay phải lên, phi kiếm khóa chặt đám người lão già bất chợt biến mất không thấy nữa. Đám người lão già vội vàng lùi về sau lưng Vũ Tôn, mấy người nhìn về phía Diệp Huyên, trong mắt đều là kiêng kỵ. Chân trời, Vũ Tôn nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người của Nấm Mồ Thần Linh ta sẽ không chết vô ích. Ngươi giết một người của Nấm Mồ Thần Linh ta, Nấm Mồ Thần Linh ta giết cả nhà ngươi. Diệp Huyên cười nói, ta chờ ngươi. Vũ Tôn dần mở đi. Mà đám người lão già phía sau gã cũng vội vàng rút lui. Lúc này, Lý Tu Nhiên và Cổ Thanh đi đến trước mặt Diệp Huyên, Cổ Thanh vừa muốn nói gì, Diệp Huyên đã cười nói, việc này là ta liên lụy các ông, không phải các ông liên lụy ta, người nên tự trách là ta, không phải các ông. Chuyện này ta sẽ xử lý ổn thỏa, các ông cứ yên tâm đợi ở Đại Linh Thần Cung. Nói xong. Hắn lập tức hóa thành một luồng kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Tại lối vào của Nấm Mồ Thần Linh, một luồng kiếm quang đột nhiên phóng xuống, kiếm quang tản đi,
một chàng trai xuất hiện ở lối vào. Người tới chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn Tinh Động màu trắng, hắn quay người lại, mà lúc này, bốn người lão già được hắn thả trước đó cũng vừa tới. Hắn có kiếm Thanh Huyên, tất nhiên tốc độ nhanh hơn đối phương. Nhìn thấy Diệp Huyên, sắc mặt bốn người lão già bỗng nhiên thay đổi dữ dội. Lão già vội vàng nói, Diệp Huyên, người muốn làm gì? Diệp Huyên cười nói, giết người. Lão già tức giận nói, Diệp Huyên, nấm mồ thần linh ta đã thả người như đúng giao hẹn, sao ngươi có thể làm như vậy? Diệp Huyên nhíu mày, chẳng lẽ ta không thả người sao? Ta thả các ngươi rồi mà. Lão già căm tức nhìn Diệp Huyên, vậy vì sao ngươi lại chặn chúng ta? Diệp Huyên cười nói, chúng ta có phải kẻ địch hay không? Lão già nói, đương nhiên. Nói xong, dường như ông ta nghĩ đến điều gì, sắc mặt lập tức thay đổi, Diệp Huyên, ngươi. Diệp Huyên cười nói, nếu là kẻ địch, ta giết kẻ địch hẳn là không sai đâu nhỉ. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra, một thanh phi kiếm xuất hiện trong tay hắn, hắn thoáng nhìn Tinh Động màu trắng nơi xa kia, nơi này cách nơi đó 100 trượng, đừng nói Diệp Huyên ta không thấu tình đạt lý, ta cho phép các ngươi chạy trước 100 trượng. Lão già nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người sẽ chết cực kỳ thê thảm, Diệp Huyên cười nói, từng có một người cũng nói với ta như vậy, y tên là Thiên Diệp, mà bây giờ, cỏ trên mộ y đã mọc cao một trượng rồi, Thiên Diệp. Diệp Huyên nói xong phất tay áo một cái. Trong thoáng chốc, kiếm Thanh Huyên bay ra, thẳng thừng hấp thu linh hồn của mấy lão già vào trong. Sau khi xử lý xong mấy lão già, Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Tinh Động màu trắng, mỉm cười bảo, nấm mồ thần linh. Lúc này, không gian trước mặt Diệp Huyên không xa lại rung lên lần nữa, ngay sau đó, phụ tôn trước đó lại xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Vẫn không phải bản thể. Phụ tôn nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. Diệp Huyên cười, muốn giết ta à? Phú Tôn đáp, ngươi tưởng rằng bọn ta không làm gì được ngươi sao? Diệp Huyên nhún vai, cười đáp, xin được chết. Xin được chết. Phú Tôn nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, chưa từng có ai thách thức nấm mổ thần linh linh như vậy. Diệp Huyên bật cười, hình như ngươi đã quên hết tiền căn hậu quả rồi. Nếu ta nhớ không nhầm, hình như người của các ngươi đòi giết ta trước. Sao thế? Chỉ cho phép nấm mồ thần linh giết ta, không cho phép ta giết người của nấm mồ thần linh sao? Phú Tôn hỏi, người đang muốn lý luận đúng sai với nấm mồ thần linh à? Diệp Huyên cười đáp, các ngươi biết suy xét đúng sai sao? Phú Tôn nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, xét chứ, nhưng phải tùy người. Nếu người đứng trước mặt ta là Chí Tôn, nấm mồ thần linh tất nhiên sẽ bằng lòng suy xét đúng sai. Tiếc rằng ngươi không phải. Diệp Huyên cười ha ha, đúng thật vậy nhỉ. Phú Tôn nói, cho dù sau lưng ngươi có Chí Tôn, nấm mồ thần linh ta cũng phải giết ngươi. Diệp Huyên cười đáp, bây giờ ta đứng ở ngay đây này, nào, ta mong được giết. Phú Tôn nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên trong chốc lát rồi xoay người bỏ đi. Gã chỉ như hư ảnh, không làm gì được Diệp Huyên. Mà với thực lực của Diệp Huyên, chỉ có cường giả cấp cổ thần mới áp chế được hắn. Thế nên mới nói, bây giờ Diệp Huyên là người đứng đầu trong số những kẻ dưới cấp cổ thần. Chắc chắn là người đứng đầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhìn Vũ Tôn kia bỏ đi, Diệp Huyên trầm ngâm trong thoáng chốc rồi cũng quay người rời đi. Thực ra hắn cũng muốn đấu một trận với cường giả cấp cổ thần thực thụ, bởi vì bây giờ cường giả thông thường đã không còn là đối thủ của hắn nữa rồi. Thực ra, lúc này đây hắn cảm thấy thấu hiểu phần nào mong muốn luôn luôn cầu bại của đại ca. Chỉ khi nào thua, mới biết bản thân mình chưa đủ mạnh. Mà vấn đề hiện tại của hắn là hắn không biết thực lực của mình đã đạt đến trình độ nào rồi, hắn không có nhận thức chính xác và rõ ràng về thực lực của chính mình. Cũng không biết được điểm yếu của bản thân. Vì thế, hắn muốn đánh một trận cùng cường giả cấp cổ thần thực thụ. Tất nhiên, hắn sẽ không lao vào bên trong nấm mồ thần linh. Bởi vì vào trong đó rồi, đối phương sẽ không chịu đánh riêng cùng hắn mà sẽ đòi quần ẩu. Tuy rằng hắn tự tin lắm, nhưng không tự tin đến độ nghĩ rằng sức lực của bản thân đủ để khiêu chiến toàn bộ nấm mồ thần linh. Nấm mồ thần linh. Phú Tôn lặng lẽ đứng trước một khu mộ, sau lưng gã còn có mười mấy ngôi mộ khác,
mà ngoài mồ mả ra cũng chỉ thấy núi non vô tận, đưa mắt nhìn ra vô cùng hoang vu và lạnh lẽo. Lúc này đây, một ngôi mộ ở phía không xa sau lưng Vũ Tôn bỗng dưng rung lên, dần dần, một ông lão bước ra từ bên trong mộ phần. Người này chính là Mục Tôn từng xuất hiện trước đó. Mục Tôn nhìn về phía chân trời, toàn bộ bầu trời cứ xám xịt trông rất đè nén. Vũ Tôn khẽ nói, người này quả thực chỉ là võ tu đăng thiên cảnh, nhưng thực lực của hắn đã vượt qua đăng thiên cảnh. Nếu để hắn chạm tới trình độ đó, e là cường giả cấp cổ thần cũng không phải đối thủ của hắn. Mục Tôn đáp, nếu đã đối địch cùng hắn, vậy thì loại bỏ đi. Vũ Tôn nói, ta không ra ngoài được, không giết nổi kẻ đó. Và lại, người này hình như quen biết với pháp tắc tối cao. Mục Tôn trầm ngâm trong thoáng chốc rồi đáp, ta đi mời thì tôn giả. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Chẳng bao lâu sau, Mục Tôn đã tới trước một cung điện, tòa cung điện này lấp lánh tráng lệ, xa hoa rực rỡ, mà bên trong cung điện chỉ có một bức tượng. Một bức tượng nữ tử. Đây không phải bức tượng pháp tắc vũ trụ tối cao. Mục Tôn thoáng hành lễ cùng bức tượng kia, Chí Tôn. Thoáng chốc sau, bức tượng đột nhiên mở mắt, có chuyện gì? Mục Tôn hành lễ thêm lần nữa, bọn ta muốn giết một người, nhưng đối phương có lẽ quen biết cùng tôn giả pháp tắc tối cao, bọn ta. Nữ tử khẽ nhíu mày, là người của nữ nhân đó. Mục Tôn gật đầu, đúng vậy. Trong đôi mắt nữ tử thoáng lóe lên vẻ lạnh lẽo, hà tất phải nể mặt ả ta. Cứ việc giết, bên phía ả ta đã có ta chắn cho. Nghe vậy, Mục Tôn lập tức mừng rỡ như điên, vội vàng cung kính hành lễ, đã rõ. Chỉ là, hạn chế pháp tắc ở bên ngoài. Nghe vậy, hàng lông mày của nữ tử lại một lần nữa nhíu chặt, pháp tắc kia là do nữ nhân ấy để lại. Nếu bây giờ cưỡng chế phá vỡ, đồng nghĩa với tuyên chiến, mà hiện giờ cũng chưa cần thiết phải làm vậy. Thế này đi, ta cho ngươi một thứ, vật này có thể giúp ngươi ở bên ngoài một thời gian. Lời này vừa dứt, một tấm thẻ bài bằng gỗ đen tuyền đột nhiên xuất hiện trước mặt ông lão. Ông lão nhìn thẻ bài bằng gỗ kia, trên đó chỉ vẽ một chữ nhỏ màu đen, sắc. Nữ tử nói thêm, vật này có thể cho phép các ngươi ở bên ngoài một canh giờ, sau một canh giờ, chữ biến mất, các ngươi phải quay về, nếu không, nữ nhân kia sẽ không tha cho các ngươi đâu. Ông lão khẽ cúi người, đã rõ. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Bên trong điện, đôi mắt của bức tượng nữ tử kia chậm rãi nhắm lại. Sau khi ra khỏi đại điện, Mục Tôn mỉm cười. Vốn dĩ ông ta còn thấy hơi thấp thỏm. Bởi lẽ dù sao sau lưng Diệp Huyên cũng có một vị trí tôn, vì lẽ đó, ông ta lo lắng rằng vị trí tôn mà nhà mình ngưỡng vọng sẽ lo ngại vị trí tôn pháp tắc tối cao kia mà không để nấm mổ thần linh giết Diệp Huyên. Nhưng bây giờ xem ra ông ta đã nghĩ quá nhiều rồi. Vị trí tôn nhà mình không những không ngăn cản mà còn đồng ý giúp đỡ nữa. Đây đúng là niềm vui bất ngờ. Nụ cười bên khóe miệng Mục Tôn dần dần ngoác rộng ra, Diệp Huyên, hy vọng đến lúc đó ngươi vẫn có thể cười được. Nói xong, ông ta rảo bước biến mất ở nơi xa. Chấm chấm chấm. Ở một tòa vân đoan nào đó, bên trên vân đoan, có một hòn đảo. Một hòn đảo trong mây. Đạo Nhất ngồi trước một chiếc bàn gỗ, trên chiếc bàn trước mặt nàng ta có rất nhiều bùa chú. Đạo Nhất chăm chú nghiên cứu. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên bước tới bên cạnh Đạo Nhất. Đạo Nhất ngẩng đầu nhìn nữ tử, trong ánh mắt nàng ta tràn ngập vẻ phấn khích, đây mới là pháp tắc vũ trụ thực thụ. Nữ tử mỉm cười, rất kỳ diệu, đúng không? Đạo Nhất gật đầu, vô cùng huyền diệu. Nữ tử khẽ mỉm cười, đây mới chỉ là cơ sở, đợi khi nào ngươi nghiên cứu thông thấu mấy thứ này, ngươi sẽ phát hiện ra, cái gì mà đại thánh nhân, cái gì mà cổ thần, toàn là con sâu cái kiến hết. Đạo Nhất trầm giọng hỏi, sư tôn. Cô gái váy trắng kia đã tới trình độ nào rồi? Cô gái váy trắng, nghe vậy, nụ cười trên mặt nữ tử dần dần biến mất, chốc lát sau, nàng ta lắc đầu thở dài, không biết nữa. Đạo Nhất thoáng nhíu mày, đến cả sư tôn cũng không biết sao. Nữ tử gật đầu, đây mới là điều đáng sợ nhất. Bởi vì đối với vũ trụ hiện có mà nói, ta gần như đã đạt tới đỉnh cao, mà đến cả ta cũng không biết, cũng có nghĩa là... Nàng ta đã nhảy ra khỏi vòng tròn của vũ trụ hiện tại rồi. Đạo Nhất im lặng, chốc lát sau,
Nàng ta lại hỏi, vũ trụ hiện tại có nhiều cường giả đạt tới cấp bậc như sư tôn không? Nữ tử đáp, không nhiều, chỉ có vài người thôi. Đạo nhất thoáng do dự rồi nói tiếp, vậy sau lưng nấm mồ thần linh cũng có một vị cường giả đẳng cấp như sư tôn, đúng không? Nữ tử gật đầu, nấm mồ thần linh và nữ tử kia có quan hệ không đơn giản. Nói rồi, nàng ta nhìn về phía đạo nhất, người đang lo lắng cho kẻ vô liêm sỉ kia à? Đạo nhất. Nữ tử lắc đầu thở dài, nha đầu ngốc, tại sao ngươi phải lo lắng cho hắn? Tại sao chứ? Nói thật lòng, ngươi nên lo lắng cho nấm mồ thần linh ấy. Đạo nhất không khỏi đắn đo, ta sợ hắn chưa kịp đợi nữ tử váy trắng kia quay về đã bị người ta giết mất rồi. Nếu hắn bị giết, với tính cách của cô gái váy trắng kia. Nữ tử lắc đầu, đừng quan tâm đến hắn làm gì. Tóm lại, ai đi tìm hắn, kẻ đó xui xẻo. Xui xẻo tám đời luôn. Đạo nhất. Bên trong tháp nhỏ. Diệp Huyên khoanh chân ngồi trên nền đất, trước mặt hắn là 480 dòng sông thời gian duy độ. Bây giờ hắn vẫn chưa thể làm đến mức vô hạn, nhưng hắn đã hoàn toàn điều khiển được đạo thời không rồi. Mà sở dĩ hắn chưa làm được đến mức vô hạn là bởi vì thần hồn. Nếu cứ tiếp tục ngưng tụ thì thần hồn của hắn không kiên trì nổi. Bàn tay phải của Diệp Huyên đột nhiên vung lên, vì cái vung này mà những dòng sông thời gian duy độ trước mặt hắn lập tức biến mất. Phải nghĩ cách tăng cường thần hồn. Vấn đề lớn nhất hiện giờ của hắn là thần hồn. Phải làm thế nào để tăng cường thần hồn? Phải đột phá cảnh giới. Nếu đột phá cảnh giới mới, thần hồn cũng sẽ mạnh thêm. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên đột nhiên chần chừ. Nếu đột phá thêm thì hắn sẽ là tuyệt trần cảnh rồi, mà mục tiêu của hắn là làm đến vô hạn của đăng thiên cảnh. Đúng vào lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, người nghĩ như vậy không đúng. Diệp Huyên mặt mũi xa xầm, tiểu tháp, ngươi có thể nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi làm thế nào mà biết được suy nghĩ của ta? Tiểu tháp đáp, đoán thôi. Diệp Huyên giận dữ, đoán cái đầu ngươi, ngươi là thần tiên sao? Ngươi còn đoán nữa, ngươi. Tiểu tháp đột nhiên hỏi, tiểu chủ, ngươi nói nhiều thế làm gì? Ngươi có muốn nghe ta nói không? Khóe miệng Diệp Huyên khẽ co giật, ngươi nói đi. Tiểu tháp đáp, sở dĩ thiên mệnh tỷ tỷ có thể đạt tới vô hạn của đăng thiên cảnh là bởi vì nàng ta vốn đã vượt qua đăng thiên cảnh. Đừng nói là vô hạn của đăng thiên cảnh, nàng ta có thể đạt tới vô hạn của bất kỳ cảnh giới nào. Nhưng người thì khác, người chưa vượt qua cảnh giới này, làm thế nào đạt tới vô hạn của cảnh giới này được? Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, hình như ngươi nói cũng có chút đạo lý. Tiểu tháp tiếp tục nói, ngươi không nên băn khoăn về cảnh giới và vô hạn, nên thế nào thì cứ như thế ấy. Diệp Huyên trầm tư suy nghĩ rất lâu, nói có lý lắm. Thật không ngờ, tiểu tháp nhà ngươi vẫn có tác dụng. Tiểu tháp. Diệp Huyên cười ha hả, hắn quyết định không đè nén tâm cảnh của bản thân nữa. Thực ra hắn cũng cảm thấy mong chờ. Không biết sau khi không áp chế cảnh giới nữa, bản thân sẽ đạt tới trình độ gì? Thời không? Tiểu thánh nhân? Thấp nhất chắc chắn là thời không cảnh. Ngay khi Diệp Huyên định đột phá cảnh giới của mình thì sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Hắn tự mình rời khỏi tháp nhỏ, vừa mới rời đi, một luồng uy lực cực kỳ đáng sợ từ trên trời đột ngột giáng xuống, ngay sau đó, một uy thế mạnh mẽ khóa chặt lấy hắn. Diệp Huyên nhìn về cách đó không xa. Một ông lão đang chậm rãi bước tới. Người mới tới chính là Mục Tôn. Mục Tôn. Cường giả cấp cổ thần. Diệp Huyên nhìn Mục Tôn mà khẽ nhíu mày, các ngươi có thể ra ngoài rồi à? Mục Tôn bật cười, bất ngờ không? Giật mình không? Diệp Huyên liếc mắt nhìn sau lưng Mục Tôn, chỉ một mình ngươi. Mục Tôn nhìn Diệp Huyên, không đủ à? Đủ. Diệp Huyên lắc đầu mỉm cười. Loại như ngươi, mình ta đánh 100. Mục Tôn nhìn chằm chằm Diệp Huyên, cậu trai trẻ à, giả bộ cũng phải biết chừng biết mực. Diệp Huyên. Diệp Huyên cười ha ha, hắn mở lòng bàn tay, kiếm khư đã xuất hiện trong tay hắn. Thật ra, hắn sớm đã muốn chiến một trận với cao thủ cổ thần rồi. Đại thánh nhân. Quá yếu. Duy chỉ có đánh một trận với cao thủ cổ thần cảnh mới có thể tìm được điểm bất ổn của bản thân. Sau khi kiếm khư xuất hiện, thân hình Diệp Huyên chợt lóe sáng, sau đó,
một luồng kiếm quang phóng qua trong sân. Rút kiếm định sinh tử. Hơn nữa còn trồng chất 482 rút kiếm định sinh tử. Đối mặt với cao thủ cấp bậc như vậy, hắn buộc phải dùng toàn lực chống trả, không dám xem thường một chút nào. Thấy uy lực một kiếm này của Diệp Huyên, Mục Tôn nhíu mày, ánh mắt có chút kinh ngạc. Uy lực một kiếm này đã vượt xa đại thánh nhân rồi. Mà tên nhóc trước mặt này chẳng qua chỉ là đăng thiên cảnh mà thôi. Không bình thường chút nào. Mục Tôn không nghĩ nhiều, ông ta bước lên một bước, trực tiếp đánh ra một quyền. Một quyền vô cùng bình thường. Thế nhưng một quyền bình thường như vậy đánh ra, kiếm quang kia của Diệp Huyên lập tức bị vỡ vụn, đồng thời, cả người Diệp Huyên cũng bị đánh bay cả mấy vạn trượng. Diệp Huyên vừa dừng, không gian sau lưng lại lập tức bùng cháy, sau đó biến thành hư vô. Uy lực quyền này vô cùng đáng sợ. Máu tươi cũng chậm rãi chảy ra từ khóe miệng Diệp Huyên. Lần giao tranh này, hắn thu hoàn toàn. Thế nhưng, Diệp Huyên lại khẽ nhếch miệng. Đây mới là đối thủ mà hắn muốn. Ngay lúc này, Mục Tôn kia đột nhiên điểm tay lên trời. Ầm. Trên trời, một lốc xoáy khổng lồ màu đen bỗng xuất hiện, tiếp đó, một bàn tay lớn chừng trăm trượng từ trong lốc xoáy đen giáng thẳng xuống. Ầm ầm. Lúc này, cả tinh vực lập tức bắt đầu rung chuyển. Cũng may tinh vực này là một vùng tinh vực tĩnh mịch, nếu không, chỉ với dấu tay, e rằng cả tỷ vạn sinh linh cũng biến mất. Ở phía xa, Diệp Huyên vừa suy nghĩ thoáng chốc, mười mấy phi kiếm lập tức chém vào dấu tay to lớn kia, thế nhưng, dấu tay khổng lồ kia lại không bị ảnh hưởng gì, vẫn rơi xuống thẳng tắp như cũ. Trong chớp mắt, dấu tay khổng lồ đã đến trên đỉnh đầu Diệp Huyên. Diệp Huyên đạp mạnh chân phải, cả người rút kiếm dựng lên. Rút kiếm định sinh tử. Một kiếm của Diệp Huyên chém vào đầu dấu tay kia. Ầm. Một vùng kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyên từ trên trời rơi thẳng xuống, khi hắn rơi vào một ngọn núi bên dưới, ngọn núi đó lập tức biến thành hư vô. Trong một vực sâu to lớn, tay phải Diệp Huyên chống kiếm xuống đất, khóe miệng chảy máu không ngừng. Nhưng trong mắt hắn lại ngập tràn chiến ý. Lúc này, Mục Tôn kia lẳng lặng đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Mục Tôn nhìn Diệp Huyên, chẳng trách bọn họ đều không phải đối thủ của ngươi. Dùng đăng thiên cảnh đấu với ta hai chiêu, ngươi là người đầu tiên trong lịch sử. Diệp Huyên cười nói, tiếp đi. Vừa dứt lời, một thanh phi kiếm đột nhiên chém đến trước mặt Mục Tôn, thế nhưng Mục Tôn kia cũng chẳng động đậy, phi kiếm kia của Diệp Huyên lập tức vỡ nát. Mà lúc này, Diệp Huyên đã xuất hiện trước mặt Mục Tôn, lại chém ra một kiếm. Một kiếm này khác với lúc nãy, một kiếm này chứa đựng cả sát thế vô biên. Mục Tôn điểm ngón tay. Ầm. Sát thế kia của Diệp Huyên chớp mắt đã biến mất, đồng thời, cả người Diệp Huyên lại bị đẩy lùi lần nữa. Thế nhưng, lần này thì Mục Tôn cũng lùi ra cả mấy trượng. Không chỉ vậy, trên đầu ngón tay ông ta còn có một vết kiếm. Mục Tôn nhìn vết kiếm trên đầu ngón tay thì trầm ngâm. Diệp Huyên đã khiến ông ta bị thương rồi. Thật ra, đây căn bản là chuyện không thể. Diệp Huyên chỉ mới là đăng thiên cảnh thôi. Yêu nghiệt mà. Mục Tôn nhìn Diệp Huyên phía xa, người thật sự rất yêu nghiệt. Đáng tiếc, người không nên giết chết người của nấm mổ thần linh ta. Nói rồi, ông ta bước ra một bước, đang định ra tay tiếp thì lúc này, một thanh phi kiếm đột nhiên chém đến trước mặt ông ta. Mục Tôn điểm ngón tay nhẹ nhàng chặn lại. Bùm! Thanh phi kiếm kia lập tức vỡ vụn. Mục Tôn nhìn Diệp Huyên, tốc độ này đối với ta mà nói, chẳng có ý nghĩa gì cả. Diệp Huyên nhếch miệng khẽ cười, sau đó, cả người hắn lao đến trước mặt Mục Tôn, mà khi hắn còn chưa kịp rút kiếm thì Mục Tôn kia đã đánh mạnh một quyền. Tốc độ quá nhanh. Ầm. Một quyền này đánh ra, cả người Diệp Huyên và cả kiếm đều bay ra ngoài mấy vạn trượng, mà không gian sau lưng hắn trong vòng mấy chục vạn trượng thoáng chốc đã biến thành một vùng đen tối. Cao thủ cổ thần cảnh. Một câu mỗi hành động, đều có thể kinh thiên động địa. Mục Tôn đang định ra tay lần nữa thì lúc này, Diệp Huyên chợt nói, người đợi chút đã. Mục Tôn nheo mắt, sao nào? Diệp Huyên lao vết máu khóe miệng, bây giờ ta đánh ngươi không được. Mục Tôn cười nói, sau đó thì sao?
Diệp Huyên nói, ngươi để ta thăng cấp thực lực bản thân chút đã. Mục Tôn cười ha ha, cho người 10 năm sao? Diệp Huyên lắc đầu, vài phút là được. Nói xong. Một luồng hơi thở cực kỳ kinh khủng bỗng chốc tràn ra từ trong cơ thể hắn. Mà luồng hơi thở này càng lúc càng mạnh. Thấy vậy, Mục Tôn càng nhíu chặt mày, người đang làm gì? Sau khi hơi thở trên người Diệp Huyên càng lúc càng mạnh thì không gian xung quanh hắn lập tức cũng sôi sục. Đùng. Diệp Huyên bỗng mở bừng mắt, mà lúc này, hắn đã từ đăng thiên cảnh trực tiếp đạt đến tuyệt trần. Tuyệt trần cảnh. Diệp Huyên tham lam hít sâu một hơi, tay phải hắn dần siết chặt, không gian xung hắn lập tức nứt vỡ từng chút một. Mục Tôn ở phía xa nhìn Diệp Huyên, tuyệt trần. Ngươi cho là ngươi đạt đến tuyệt trần thì có thể đánh lại ta sao? Buồn cười. Nói rồi, ông ta lại muốn ra tay, nhưng lúc này. Diệp Huyên đột nhiên biến mất, sau đó, một luồng kiếm quang đột nhiên chém thẳng xuống từ trên đầu ông ta. 560 chiêu rút kiếm định sinh tử. Một kiếm này chém xuống, cả đất trời lập tức nứt vỡ. Vùng thế giới này, căn bản không chịu đựng nổi một kiếm uy lực kinh khủng này của Diệp Huyên. Ánh mắt Mục Tôn kia cũng có chút kinh ngạc, ông ta không nghĩ nhiều, đánh ra một quyền. Vẫn là một quyền vô cùng đơn giản như cũ. Bùm! Một vùng kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyên lại bị đánh bay đi, thế nhưng Mục Tôn cũng liên tục lùi gần trăm trượng. Sau khi Mục Tôn dừng lại, tay phải ông ta khẽ siết chặt, trong lòng vô cùng kinh sợ. Tên này sau khi đạt đến tuyệt trần cảnh thì lại kinh khủng đến vậy sao? Lúc trước, một kiếm kia của Diệp Huyên tuy mạnh, nhưng lại không có sức uy hiếp thực chất nào với ông ta cả. Mà bây giờ, một kiếm này của Diệp Huyên lại khiến ông ta lùi cả trăm trượng. Chuyện quan trọng nhất là, vừa nãy Diệp Huyên mới đạt đến tuyệt trần cảnh. Ở phía xa, Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Kiếm khư trong tay hắn khẽ chuyển động. Sức mạnh. Lúc này, hắn cảm thấy bên trong cơ thể sở hữu luồng sức mạnh vô hạn. Tuyệt trần cảnh. Tuy chỉ là cách một cảnh, nhưng Diệp Huyên phát hiện, thực lực của hắn đã có sự thay đổi rõ rệt. Ở phía xa, Mục Tôn kia đột nhiên hung tợn nói, chẳng qua chỉ là tuyệt trần cảnh, ngươi cho rằng ngươi có thể lật tung trời sao. Vừa dứt lời, ông ta đột nhiên bước lên một bước. Vùng không gian chỗ Diệp Huyên lập tức nổ tung, thoáng chốc, Diệp Huyên cảm thấy hàng nghìn sức lực đang xé rách thân xác hắn, chỉ muốn nghiền nát hắn. Diệp Huyên kinh sợ trong lòng, vội vàng rút kiếm chém ra. Vù! Một luồng kiếm quang chém xuống xé rách, một luồng sức mạnh to lớn bỗng bùng nổ trước mặt hắn. Mà lúc này, Mục Tôn đột nhiên lao đến trước mặt Diệp Huyên. Ông ta vừa định ra tay thì vô số luồng kiếm quang đã chém về phía ông ta. Mục Tôn nheo mắt, phất tay áo. Mấy luồng kiếm quang vỡ vụn, lúc này, Diệp Huyên đã bị đánh lùi cả mấy nghìn trượng. Diệp Huyên điểm ngón tay về phía Mục Tôn, chém. Vù vù vù. Bốn luồng kiếm quang từ bốn hướng chém thẳng về phía Mục Tôn, nhanh như sấm chớp. Mục Tôn có chút khinh thường, phất tay áo. Một luồng sức mạnh từ trong tay áo phóng ra, thoáng chốc, bốn luồng kiếm quang lập tức đã vỡ vụn. Tốc độ rất nhanh, nhưng đối với cao thủ cấp bậc như ông ta mà nói, tốc độ đơn thuần không thể làm người này bị thương. Diệp Huyên ở phía xa cầm kiếm khư cho vào vỏ kiếm. Một luồng kiếm thế mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn tuôn ra, sau đó tràn về phía Mục Tôn như một làn sóng. Mục Tôn lạnh lùng nhìn Diệp Huyên. Ông ta bước ra một bước, vừa bước ra kiếm thế kia của Diệp Huyên đã tan nát. Mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên lao về phía trước, vừa xông lên, chớp mắt hắn đã ở trên đỉnh đầu Mục Tôn, sau đó rút kiếm ra chém. Rút kiếm định sinh tử. Chồng chết 580 đạo rút kiếm định sinh tử. Một kiếm này chém ra, không gian mai một xung quanh lại lần nữa bị vỡ vụn. Cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong kiếm Diệp Huyên. Mục Tôn kinh ngạc trong lòng, ông ta không dám sơ suất, tay phải siết chặt thành quyền, sau đó đánh mạnh một quyền. Cứng rắn. Bùm. Kiếm quang vỡ nát, cả người Diệp Huyên lập tức bay ngược ra sau, còn Mục Tôn cũng lùi lại mấy trăm trượng ra xa. Ông ta vừa dừng lại, thì cả cánh tay phải đã nứt ra. Lần này, hắn thật sự đã bị thương rồi.
Đương nhiên, Diệp Huyên bị thương còn nặng hơn nhiều. Diệp Huyên lúc này cả người đã nứt ra. Sức mạnh phản lại vừa này, cả thân xác hắn cũng không thể chịu nổi. Cũng may còn có huyết mạch bất tử và tử khí. Nếu không, có thể hắn đã chơi không còn mạng rồi. Mục Tôn ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, ánh mắt không hề che giấu sát ý, người nhất định phải chết. Diệp Huyên này, quá yêu nghiệt. Không thể để hắn trưởng thành, Mục Tôn lại muốn ra tay tiếp thì lúc ấy, Diệp Huyên bỗng nói, đợi đã. Mục Tôn nheo hai mắt, đang định nói thì lúc này, Diệp Huyên chợt lên tiếng, bây giờ ta vẫn không đánh được ngươi. Mục Tôn cười lạnh, ngươi cũng xem như biết tự lượng sức mình. Diệp Huyên nói, cho ta chút thời gian. Mục Tôn nhếch miệng châm chọc, cho ngươi 10 năm có cần không? Diệp Huyên lắc đầu, nửa khắc. Nói xong. Một luồng hơi thở mạnh mẽ đột nhiên tràn ra từ trong cơ thể hắn. Ngay tiếp đó, hơi thở của Diệp Huyên càng lúc càng mạnh. Không lâu sau, một luồng hơi thở kinh khủng hủy thiên diệt địa đột nhiên bao phủ cả đất trời. Thời không cảnh. Diệp Huyên trực tiếp đạt đến thời không cảnh. Thấy vậy, Mục Tôn có chút ngây người, ngươi. Ở phía xa, Diệp Huyên bỗng nói, được rồi, tiếp đi. Nói rồi hắn lập tức biến mất. Bù. Một luồng kiếm quang xuyên qua trong sân. 650 thuật rút kiếm. Ở phía xa, ánh mắt Mục Tôn kia chợt hung hăng, ông ta bước lên, hai tay chắp lại, một luồng sức mạnh kinh người đột nhiên ngưng tụ quanh người ông ta, sau đó ngưng tụ đến hai tay ông ta, sau đó, hắn bỗng lao về phía trước. Ầm ầm. Một vùng kiếm quang đột nhiên sụp đổ, dần dần, hai người ngươi liên tục lùi ra xa. Diệp Huyên lùi ra khoảng chừng vạn trượng, mà lần này, Mục Tôn kia cũng lùi đến mấy nghìn trượng. Sau khi Mục Tôn dừng lại, mười mấy luồng kiếm quang đã chém tới, ông ta vung tay phải lên. Đung huỳnh. Kiếm quang tan vỡ, nhưng, ông ta lại lùi ra xa cả trăm trượng. Uy lực của phi kiếm lúc này đã có thể uy hiếp được ông ta rồi. Mục Tôn nhìn phía xa, Diệp Huyên lúc này còn thảm hơn, máu trong miệng hắn liên tục chảy ra. Mặc dù đã đạt đến thời không cảnh, nhưng vẫn còn cách Mục Tôn một khoảng xa. Mục Tôn ở phía xa nhếch miệng khẽ cười, thời không cảnh thôi mà. Ngươi nghĩ ngươi lật trời được sao? Nói xong, ông ta định ra tay lần nữa, mà lúc này, Diệp Huyên lại nói tiếp, đợi đã, cho ta nửa khắc. Vừa dứt lời. Lại là một luồng hơi thở mạnh mẽ từ trong cơ thể Diệp Huyên. Mục Tôn kia sững sờ cả người. Có thể chơi như vậy được sao? Giờ phút này Mục Tôn thực sự ngơ ngác. Cảnh giới của Diệp Huyên thế nào mà nói đột phá là đột phá? Có thể chơi như vậy sao? Được phép chơi như vậy sao? Xa xa, hơi thở của Diệp Huyên tăng vọt một cách điên cuồng, lên thẳng gần đến tiểu thánh nhân cảnh. Mục Tôn nhìn chằm chằm Diệp Huyên, lúc này đây, trong mắt ông ta lộ vẻ kiêng kỵ. Mục Tôn đang muốn ra tay, mà lúc này, không gian xung quanh ông ta lại xuất hiện phù văn màu đỏ máu quỷ dị. Mục Tôn trong lòng hoảng hốt, ông ta vội vàng lấy tấm bài gỗ kia ra, giờ phút này, bài gỗ đã trở nên hư ảo. Sắp biến mất rồi. Mục Tôn màng đến cái khác, xoay người trực tiếp biến mất. Cấm chế của pháp tắc vũ trụ, cũng không phải là nói giỡn. Mà xa xa, Diệp Huyên nhìn thấy Mục Tôn đột nhiên rời đi, chân mày cau lại. Người này sao lại bỏ chạy rồi? Không đánh tiếp nữa sao? Một lát sau, Diệp Huyên nhẹ nhàng ép hai tay xuống, hơi thở mạnh mẽ trên người hắn dần yên ổn lại. Hắn không có lựa chọn tiến lên tiểu thánh nhân. Bởi vì hắn đã đột phá liền hai cảnh giới lớn, bản thân đã không ổn định, nếu lại tiến lên tiểu thánh nhân, cho dù thành công, căn cơ cũng sẽ không vững chắc, sẽ có rất nhiều tai họa ngầm. Bởi vậy, điều hiện tại hắn phải làm chính là củng cố cảnh giới. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn qua cơ thể mình, giờ phút này trên cơ thể hắn có vô số vết rạn nứt. Vừa rồi chiến đấu với Mục Tôn, hắn có thể nói là thua hoàn toàn. Đương nhiên, đây không phải chuyện xấu. Bởi vì hắn phát hiện ra một sự chênh lệch giữa mình và cao thủ bậc cổ thần. Không thể không nói. Sự chênh lệch giữa đại thánh nhân và cao thủ bậc cổ thần thật sự là quá lớn. Thật sự là một trời một vực. Một lát sau, Diệp Huyên trở về trong tiểu tháp,
Một canh giờ sau, các vết thương trên người hắn đã khôi phục hoàn toàn. Sau khi khôi phục vết thương, Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, kiếm khí xuất hiện ở trong tay hắn. Diệp Huyên trầm tư một lát, sau đó đi đến một tinh không tĩnh mịch, hắn chém mạnh một kiếm. Một nhát kiếm dùng toàn lực. Lần này, trực tiếp trồng lên 720 thuật rút kiếm. Một kiếm chém xuống, toàn bộ tinh vực tĩnh mịch lập tức bị sụp đổ từng tầng một. 720 thuật rút khiếp chồng lên nhau. Đây là cực hạn hiện tại của hắn. Không đúng, là cực hạn khi không sử dụng huyết mạch chi lực, nếu như sử dụng huyết mạch chi lực, còn có thể mạnh hơn. Nhưng mà, bất kể là huyết mạch lực hay là kiếm thanh huyên, hắn đều là có thể không dùng sẽ không dùng. Hắn không muốn bản thân dùng quá nhiều vật ngoài thân. Một lát sau, Diệp Huyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt hắn từ từ nhắm lại. Mà lúc này, vô số tin tức đổ vào trong đầu hắn. Đây là một ấn ký kiếm đạo mà lúc trước cha để lại trong cơ thể hắn. Hắn chỉ cần đạt tới tuyệt trần cảnh, ấn ký kiếm đạo này sẽ mở ra một tầng, mà hắn hiện tại đã đột phá liên tiếp hai bậc. Không thể không nói, hắn rất tò mò về ấn ký kiếm đạo cha và đại ca để lại cho hắn. Rốt cuộc là cái gì đây? Không bao lâu, khóe miệng Diệp Huyên hơi nhếch lên. Cha để lại một môn kiếm kỹ. Thuật đề đầu. Đây cũng là một môn kiếm kỹ cha đã tự mình cải tạo. Đây vốn chỉ là một môn võ kỹ, nhưng sau khi được cha cải tiến, biến thành một môn kiếm kỹ. Một kiếm đề đầu. Diệp Huyên vui mừng như điên. Vì sao? Bởi vì nhất kiếm đề đầu này và thuật phi kiếm của hắn có hiệu quả tương tự nhau, đương nhiên, nhất kiếm đề đầu này càng mạnh hơn. Mà sở dĩ hắn vui mừng, là bởi vì hắn cảm thấy nhất kiếm đề đầu này có thể kết hợp một cách hoàn hảo với phi kiếm của hắn. Bởi vì nòng cốt của cả hai đều là nhanh. Nhưng, nhất kiếm đề đầu này liên quan đến càng nhiều hơn, đặc biệt yêu cầu càng cao hơn về đạo thời không. Diệp Huyên quyết định tu luyện thuật đề đầu này trước. Hắn không lựa chọn xem phong ấn của tầng thời không cảnh. Cũng không xem của đại ca. Ăn nhiều nuốt không trôi. Hắn quyết định trước tiên tu luyện tốt nhất kiếm đề đầu này đã. Dù sao hắn trong tiểu tháp này, thời gian hoàn toàn đủ. Kỳ thực, điều hắn thật sự chấn động vẫn là tiểu tháp, công năng của tiểu tháp thật sự là quá biến thái. 10 năm trong này chỉ bằng một ngày bên ngoài, điều này quá khủng bố. Hắn cũng không biết Thanh Nhi làm thế nào mà làm được. Quá nghịch thiên. Chấm chấm chấm. Nấm mồ thần linh. Sau khi Mục Tôn trở về nấm mồ thần linh, vẻ mặt nghiêm trọng. Lần này, thực lực của Diệp Huyên vượt xa so với dự liệu của ông ta. Đáng sợ nhất là, Diệp Huyên đột phá cảnh giới giống như ăn cơm vậy, nói đột phá là đột phá. Trước một nấm mồ, Vũ Tôn nhíu mày, ngay cả ngươi cũng không giết được hắn. Mục Tôn trầm giọng nói, người này rất không đơn giản. Chúng ta đã đánh giá thấp hắn rồi. Vũ Tôn nhẹ giọng nói, hắn là người của Chí Tôn Pháp Tắc tối cao vũ trụ, sao có thể đơn giản. Mục Tôn lại nói, phải diệt trừ người này, bằng không, ngày sau tất thành đại họa của nấm mồ thần linh ta. Vũ Tôn trầm lặng một lát, sau đó nói, nghĩ cách khiến hắn đến đây. Mục Tôn lắc đầu thở dài, người này không phải khôn khéo bình thường, muốn khiến hắn đến đây, nói thì dễ làm mới khó. Thực ra, ông ta cũng muốn lừa Diệp Huyên tiến vào, chỉ cần Diệp Huyên vào đây, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng, Diệp Huyên này không dễ bị lừa như vậy. Dường như nghĩ đến cái gì, Mục Tôn đột nhiên nói, người này mới vừa đột phá, cảnh giới không ổn định, chính là thời cơ tốt để chúng ta giết hắn. Nếu tiếp tục kéo dài thêm, một khi người này củng cố cảnh giới, khi đó, cho dù là hai chúng ta, sợ là cũng khó mà giết hắn. Vũ Tôn nhíu mày, hắn đã yêu nghiệt đến trình độ như vậy. Mục Tôn gật đầu, không phải yêu nghiệt bình thường. Vũ Tôn im lặng một lát, sau đó nói, chúng ta đến chỗ Chí Tôn. Mục Tôn gật đầu. Hai người vào trong đại điện kia, hai người hơi hành lễ với bức tượng cô gái, bái kiến Chí Tôn. Một lát sau, bức tượng cô gái từ từ mở mắt. Hai người càng cúi thấp đầu. Cô gái nhìn thoáng qua hai người, không thể giết chết. Mục Tôn gật đầu, người mạnh hơn chúng ta nghĩ, bởi vậy. Cô gái đột nhiên nói,
người là người của nàng ta, tất nhiên sẽ không phải là người bình thường. Mục Tôn nói, chủ yếu là chúng ta không thể ở bên ngoài quá lâu, bằng không, muốn giết hắn, cũng không phải chuyện khó. Cô gái trầm lặng một lát, sau đó mở lòng bàn tay ra, một tấm bài gỗ chậm rãi bay tới trước mặt Mục Tôn. Mục Tôn hơi do dự, sau đó nói, Chí Tôn có thể ban thêm mấy tấm bài gỗ như này không? Chúng ta phái thêm mấy người cùng đi, không để người này có bất kỳ cơ hội nào. Hiển nhiên là muốn đánh hội đồng Diệp Huyên, giết tận Diệp Huyên. Cô gái nhìn Mục Tôn, tu vi của các ngươi đã không phù hợp thế giới bên ngoài, nếu cùng đi ra ngoài, sẽ mang lại ảnh hưởng cực kỳ xấu cho thế giới kia. Một khi quá mức, đừng nói cô gái kia, cho dù là mấy vị Chí Tôn còn lại cũng không thể tha cho các ngươi. Còn nữa, nếu các ngươi đi nhiều người, mấy vị Chí Tôn còn lại và cô gái kia cũng sẽ cảm nhận được, khi đó, cô gái kia và mấy vị Chí Tôn còn lại có thể trực tiếp xóa sổ các ngươi. Nghe vậy, Mục Tôn nhất thời cười khổ. Một bên, Vũ Tôn hơi do dự, sau đó nói, xin hỏi Chí Tôn, người và những vị Chí Tôn còn lại đã từng có ước định. Cô gái lạnh lùng nhìn Vũ Tôn, điều ngươi không nên thì đừng hỏi, hiểu không? Nghe vậy, Vũ Tôn vội vàng hành lễ thật sâu, đã hiểu. Cô gái lạnh lùng liếc nhìn hai người, một tên đăng thiên cảnh đã khiến các ngươi phải bó tay, không khỏi quá vô dụng rồi. Nói xong, nàng ta từ từ nhắm mắt lại. Bức tượng trở lại bình thường. Vũ Tôn và Mục Tôn vội vàng cung kính lùi ra ngoài điện. Ngoài điện, hai người nhìn nhau, đều cười khổ. Đặc biệt là Mục Tôn. Ông ta rất ủy khuất. Ông ta vốn cũng nghĩ rằng Diệp Huyên không đáng lo ngại, chỉ cần ông ta ra ngoài, là đủ để có thể giết được Diệp Huyên. Dù sao Diệp Huyên chỉ là đăng thiên cảnh. Một đăng thiên cảnh, cho dù có yêu nghiệt thì cũng có thể yêu nghiệt đến mức nào. Nhưng mà ông ta thật không ngờ, Diệp Huyên này lại biến thái như thế. Hơn nữa, vấn đề lớn nhất bây giờ là Diệp Huyên đã không phải đăng thiên cảnh nữa, mà là thời không cảnh, thậm chí là tiểu thánh nhân. Nói cách khác, hiện tại thực lực của Diệp Huyên đã không phải lúc trước có thể so sánh. Ông ta cũng không hoàn toàn nắm chắc có thể giết được Diệp Huyên nữa. Lúc này, Vũ Tôn đột nhiên nói, thử lại đi. Mục Tôn nhìn Vũ Tôn. Vũ Tôn trầm giọng nói, nếu ngươi giao đấu lại với hắn, tuyệt đối đừng có bất kỳ thăm dò hay nương tay nào, trực tiếp xuất toàn lực. Mục Tôn trầm lặng. Vũ Tôn lại nói, theo như lời ngươi nói, người này hiện tại vừa mới đột phá, cảnh giới không ổn định, hiện tại là thời cơ tốt nhất để giết hắn. Nếu tiếp tục kéo dài, sẽ bất lợi với chúng ta. Hơn nữa, Chí Tôn đã có chút không vui rồi. Mục Tôn im lặng một lát, sau đó nói, ta cần một vật. Vũ Tôn nói, cần cái gì? Mục Tôn nói, giấy thần. Nghe vậy, Vũ Tôn cau mày lại. Mục Tôn lạnh nhạt nói, có vật này, ta nắm chắc 9 phần là sẽ giết được người này. Vũ Tôn trầm lặng. Mục Tôn tiếp tục nói, nếu ngươi không bằng lòng đưa, vậy ngươi tự mình đi. Vũ Tôn trầm giọng nói, người này thật sự yêu nghiệt đến trình độ như vậy sao? Mục Tôn thấp giọng thở dài, đừng đánh giá thấp hắn nữa. Sư tử vồ thỏ, cũng nên dùng hết toàn lực, chúng ta tiếp tục đánh giá thấp hắn, không bao lâu sau, hắn sẽ cho chúng ta một bất ngờ lớn. Nếu đã muốn giết hắn, vậy nên xuất toàn lực. Vũ Tôn trầm lặng một lát, sau đó nói, ngươi đợi chút, ta đi lấy giấy thần cho ngươi. Nói xong, gã xoay người rời đi. Giữa sân, Mục Tôn nhìn về phía xa xa nơi chân trời, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Đối với Diệp Huyên, ông ta có chút kiêng kỵ. Người này, rất không bình thường. Hơn nữa, ông ta cũng không dám khẳng định Diệp Huyên có át chủ bài hay không. Hiện tại nghĩ kỹ lại, lúc trước vì một tiểu động thiên mà trở mặt với Diệp Huyên, thật sự là có chút không đáng. Nhưng mà, bây giờ đã muộn rồi. Nếu đã là địch, vậy chỉ có thể giết chết hắn bằng mọi giá. Trong tiểu tháp, Diệp Huyên vẫn đang tu luyện thuật đề đầu. Chính xác mà nói là nhất kiếm đề đầu. Hắn hiện tại, chính là đang kết hợp thuật đề đầu này với phi kiếm của mình. Với hắn mà nói, cũng không phải rất khó. Bởi vì hắn có đủ hiểu biết về đạo thời không. Mà mỗi ngày hắn ngoài tu luyện ra, cũng đang củng cố cảnh giới của mình. Cứ như vậy, sau mấy tháng, Diệp Huyên đang tu luyện chợt cau mày lại, hắn lập tức rời khỏi tiểu tháp.
Vừa rời khỏi tiểu tháp, mục tôn kia đã xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Huyên nhìn mục tôn, ngươi làm thế nào tìm được ta? Mục tôn lạnh nhạt nói, tìm được ngươi rất khó sao? Diệp Huyên nhìn đánh giá mục tôn, chỉ một mình ngươi. Mục tôn gật đầu, chỉ mình ta. Diệp Huyên cười nói, nếu chỉ một người, vậy đến đi. Mục tôn đột nhiên nói, nếu không phải một người thì sao? Diệp Huyên cười ha ha, đương nhiên là chạy. Mục tôn giơ ngón tay cái lên, nâng lên được, hạ xuống được, rất đàn ông. Ta rất tán thưởng ngươi, chỉ có điều ngươi là kẻ địch của nấm mồ thần linh ta, ngươi phải chết. Nói xong, ông ta mở lòng bàn tay ra, một tờ giấy trắng xuất hiện trong tay ông ta. Diệp Huyên nhíu mày, ngươi muốn dùng vật ngoài thân. Mục tôn cười nói, ngươi cũng có thể dùng. Diệp Huyên chớp chớp mắt, ngươi nói như vậy, ta cũng không khách khí nữa. Mục tôn cười càng rạng rỡ, ngàn vạn lần đừng khách khí. Diệp Huyên. Chấm chấm chấm. Vật ngoài thân. Vật ngoài thân của Diệp Huyên tất nhiên chính là kiếm Thanh Huyên. Nhưng mà hắn không muốn dùng kiếm Thanh Huyên lắm. Hắn bây giờ thật sự không muốn dùng huyết mạch chi lực và kiếm Thanh Huyên nhiều. Nhưng mà, nếu mục tôn này sử dụng vật bên ngoài, vậy chắc chắn hắn cũng phải dùng. Đối mặt với cao thủ cấp bậc thế này, hắn không dám có chút coi thường nào. Lỡ như đối phương dùng vật bên ngoài giết chết mình trong nháy mắt, vậy đúng là đau chứng. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay hắn. Khi nhìn thấy kiếm Thanh Huyên, mục tôn kia trầm giọng nói, lực lượng bản nguyên của pháp tắc vũ trụ. Ngươi quả thật là người của vị trí tôn kia. Diệp Huyên cười nói, thật ra, ta không muốn dùng vật bên ngoài lắm. Hay là chúng ta đánh một trận công bằng? Mục tôn cười nói, ta biết, ngươi muốn lấy ta để luyện tay. Nhưng mà, ta muốn ngươi chết. Nói xong, ông ta mở lòng bàn tay ra, tờ giấy thần kia chậm rãi bay lên. Nhìn tờ giấy kia, Diệp Huyên nhăn mày lại, đây là món đồ chơi gì vậy? Mục tôn cười nói, giấy thần. Diệp Huyên lắc đầu, chưa từng nghe đến. Mục tôn cười ha hả, Diệp Huyên, đây là thần vật thượng cổ thật sự. Nói xong, ông ta đột nhiên cắn nát ngón tay của mình, sau đó viết hai chữ Diệp Huyên thật to bằng máu lên giấy thần. Diệp Huyên. Vừa viết xong, toàn bộ cơ thể mục tôn lập tức rung động kịch liệt, sức mạnh to lớn đột nhiên từ trong cơ thể ông ta phun trào ra, sau đó hội tụ vào trong giấy thần. Quỳnh. Giấy thần trực tiếp bốc cháy. Diệp Huyên ở nơi xa nhíu mày, trong lòng thầm đề phòng. Món đồ chơi này có vẻ huyền bí. Đúng lúc này, không gian xung quanh hắn cũng trực tiếp bốc cháy. Ngọn lửa không tên. Diệp Huyên thầm giật mình, hắn vội vàng thúc giục huyền khí, một luồng kiếm thế mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn cuộn trào tuôn ra. Quỳnh. Kiếm thế này vừa xuất hiện, không gian xung quanh lập tức sôi trào. Nhưng mà, ngọn lửa không tên kia vẫn tồn tại, không chịu xíu siêu ảnh hưởng nào. Nơi xa, mục tôn đột nhiên cười nói, Diệp Huyên, đây là dương hỏa chuyên đốt thọ nguyên. Trong thiên địa này, ngoài chí tôn ra, cho dù là cao thủ cổ thần cũng không thoát được lửa này. Nói xong, ông ta liếc nhìn giấy thần, đợi giấy này cháy hết, ngươi cũng xong đời. Sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống, hắn phát hiện. Thọ nguyên của hắn quả thật đang giảm sút với tốc độ cực nhanh. Mà hắn vẫn không hiểu rõ là vì sao. Nhắm thẳng vào thọ nguyên. Không chỉ như vậy, hắn còn phát hiện, thần hồn của hắn cũng đang tan biến với tốc độ cực nhanh. Diệp Huyên không nhịn được liếc nhìn tờ giấy thần kia, mẹ nó, món đồ chơi này tà ma thật đấy. Lúc này, mục tôn ở nơi xa đột nhiên cười nói, tuyệt vọng không? Lửa này chính là dương hỏa trong nhân gian, vạn vật bất xâm, cho dù là lực lượng pháp tắc cũng khó có thể tổn thương đến nó. Trong thiên địa này nó thuộc về. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên cầm kiếm nhẹ nhàng vung lên. Quỳnh. Vừa vung lên, dương hỏa lập tức biến mất không còn. Diệp Huyên nhìn về phía mục tôn, nó thuộc về cái gì? Sắc mặt mục tôn tràn đầy kinh ngạc ngươi. Diệp Huyên cười nói, lửa này có vẻ không được tốt lắm. Có phải lửa giả hay không? Mục tôn nhìn chằm chằm kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên, kiếm này của ngươi có vấn đề. Diệp Huyên chớp chớp mắt, vấn đề gì?
Sắc mặt Mục Tôn cực kỳ khó coi, kiếm này của ngươi. Diệp Huyên lập tức nói, kiếm này tên Thanh Huyên, có thể chém tất cả nhân tất cả quả trên thế gian. Chỉ cần nằm trong quy tắc, không có thứ gì kiếm này không thể chém. Nói xong, hắn chợt dừng lại, sau đó lại nói, kiếm này là tự ta chế tạo ra. Ngươi đánh giám đấy à? Mục Tôn tức giận nói, tự ngươi chế tạo ra, liêm sỉ của ngươi đâu? Diệp Huyên giơ kiếm Thanh Huyên trong tay lên, cười nói, không nói tào lao với ngươi nữa. Nào, tiếp một kiếm của ta. Nói xong, hắn đột nhiên biến mất. Vèo. Một sợi kiếm quang chợt từ nơi đó lóe lên. Nơi xa, sắc mặt Mục Tôn bỗng nhiên thay đổi. Hai cánh tay ông ta chợt đan vào nhau, sau đó chắn ở phía trước. Trong nháy mắt, vùng không gian nơi ông ta đứng trực tiếp biến thành một bức tường đồng vách sắt. Đối mặt với một kiếm này của Diệp Huyên, cảm giác nguy hiểm trong bản năng khiến ông ta không lựa chọn cứng rắn chống đỡ, mà lựa chọn phòng thủ. Giây phút này, vùng không gian xung quanh ông ta đã là muôn vàn thời không ngưng tụ lại một chỗ. Thế phòng thủ mạnh nhất. Lúc này, kiếm của Diệp Huyên đến rồi. Kiếm trong tay Diệp Huyên trực tiếp xuyên qua vô số thời không chém lên hai tay Mục Tôn. Quỳnh. Thân thể Mục Tôn lập tức biến mất, linh hồn của hắn cũng nhanh chóng lùi xa vạn trượng. Mục Tôn choáng váng. Diệp Huyên cũng choáng váng. Mục Tôn choáng váng là bởi vì một kiếm kia của Diệp Huyên có thể bỏ qua thời không của hắn. Đứng trước một kiếm kia của Diệp Huyên, những phòng ngự thời không của hắn giống như không hề tồn tại. Đây căn bản là chuyện không thể nào. Diệp Huyên choáng váng là bởi vì hắn phát hiện, kiếm Thanh Huyên có thể bỏ qua thời không. Nòng cốt của kiếm Thanh Huyên chính là thời gian và không gian, hơn nữa còn vượt qua không gian và thời gian hiện có của vùng vũ trụ này. Bởi vậy, nó có thể trực tiếp bỏ qua không gian và thời gian hiện có của vùng vũ trụ này. Diệp Huyên nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, giây phút này hắn nhớ tới lời Thanh Nhi từng nói, đó chính là kiếm này còn rất nhiều công năng, muốn hắn chậm rãi trải nghiệm. Đúng lúc này, Mục Tôn ở nơi xa đột nhiên nói, đây là kiếm Chí Tôn đưa cho ngươi sao? Diệp Huyên nhìn về phía Mục Tôn, cười ha ha một tiếng, ngươi nói xem. Mục Tôn đang định nói gì, Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Sắc mặt Mục Tôn thay đổi, ông ta muốn né, nhưng kiếm của Diệp Huyên lại nhanh hơn. Vèo. Kiếm Thanh Huyên trực tiếp chui vào giữa lông mày Mục Tôn. Linh hồn Mục Tôn lập tức cứng ngắc. Ông ta chết rồi. Ông ta không ngờ, lần này mình mang theo giấy thần đi ra, không những không giết được Diệp Huyên, trái lại còn bị Diệp Huyên giết chết. Diệp Huyên đáng sợ. Nhưng mà, thanh kiếm trong tay Diệp Huyên còn đáng sợ hơn. Ông ta muốn thông báo cho nấm mổ thần linh, nhưng kiếm Thanh Huyên khóa chặt linh hồn, ông ta căn bản không thể động đậy. Mà giờ phút này, kiếm Thanh Huyên đang điên cuồng cắn nuốt linh hồn của ông ta. Mục Tôn nhìn Diệp Huyên, chúng ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Diệp Huyên cười nói, ta và nấm mổ thần linh vốn không có thù sâu gì, nhưng bây giờ thì có rồi. Ta sẽ không đến nói chuyện với các ngươi, bởi vì ta biết, đã không còn bất kỳ ý nghĩa nào rồi. Cho nên, không phải các ngươi chết thì chính là ta chết. Hai mắt Mục Tôn chậm rãi khép lại. Đúng như Diệp Huyên nói, nấm mổ thần linh và Diệp Huyên vốn không có thù sâu gì, nhưng bây giờ, hai bên chính là ngươi chết thì ta sống. Mục Tôn còn muốn nói điều gì, Diệp Huyên đột nhiên cười nói, lên đường bình an. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra. Quỳnh. Kiếm Thanh Huyên hấp thu toàn bộ linh hồn Mục Tôn, mà sau khi hấp thu linh hồn của Mục Tôn, kiếm Thanh Huyên lập tức rung động kịch liệt, đây chính là linh hồn của cao thủ cổ thần, đó không phải bổ bình thường thôi đâu. Tiểu hồn hưng phấn nói, tiểu chủ, hồn này bổ lắm nha. Nếu có thể thêm mấy cái thì tốt rồi. Thêm mấy cái. Diệp Huyên lắc đầu cười một tiếng, nhóc con, ngươi cho rằng linh hồn này là rau cải trắng hả? Đây chính là linh hồn của cao thủ cổ thần đấy. Tiểu hồn cười hì hì, nếu có thêm hai cái, ta nhất định có thể đột phá. Hai cái. Diệp Huyên cười nói, sẽ có cơ hội. Mặc dù bên ngoài có ít cao thủ cổ thần, nhưng chắc chắn trong nấm mổ thần linh có không ít. Linh hồn của hai cao thủ cổ thần cũng không phải chuyện lớn gì. Diệp Huyên cười ha ha, hắn thu hồi kiếm Thanh Huyên,
quay người biến mất khỏi nơi này. Nấm mồ thần linh. Trước nghĩa địa nào đó, Vũ Tôn đột nhiên quay người, cách đó không xa, một ngôi mộ ở nơi đó đột nhiên dần dần tan biến. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Vũ Tôn lập tức thay đổi, sao có thể? Người chết mộ diệt. Ngôi mộ này là mộ của Mục Tôn. Mục Tôn chết rồi. Sắc mặt Vũ Tôn khó coi cực độ. Là Diệp Huyên giết sao? Nhưng suy nghĩ đầu tiên trong đầu ông ta là không thể nào. Sao Diệp Huyên có thể giết được Mục Tôn? Mục Tôn chính là cao thủ cổ thần lâu năm. Mà Diệp Huyên thì sao? Mới chỉ là thời không cảnh. Nhưng nếu không phải Diệp Huyên giết, vậy sẽ là ai giết? Vũ Tôn chìm vào im lặng. Cho dù là ai giết, chuyện này đều phiền phức rồi. Nhưng vào lúc này, chợt có một giọng nói từ bên cạnh vang lên, chết rồi sao? Vũ Tôn quay người, cách đó không xa, một người đàn ông trung niên chậm rãi đi đến. Nhìn thấy người đàn ông trung niên, Vũ Tôn hơi ngẩn người, sau đó vội vàng nói, Tả Tôn, sao ngươi thức dậy rồi? Tả Tôn lắc đầu, trong lòng hơi bất an, vì vậy thức dậy. Nói xong, gã nhìn về phía mộ của Mục Tôn, nói rõ đầu đuôi câu chuyện xem. Vũ Tôn gật đầu, sau đó nói ra ân oán giữa Diệp Huyên và nấm mồ thần linh. Một lát sau, Vũ Tôn lắc đầu, vì chút chuyện nhỏ này mà động vào một thiên tài như vậy, quả thật không đáng. Vũ Tôn im lặng. Thật ra, gã cũng cảm thấy hơi không đáng. Nhưng mà, ai có thể ngờ Diệp Huyên lại yêu nghiệt như vậy? Đáng tiếc không có nếu như. Đúng lúc này, Tả Tôn đột nhiên nói, Chí Tôn cũng đồng ý giết. Vũ Tôn gật đầu, dường như Chí Tôn và vị Chí Tôn pháp tắc tối cao kia có chút ân oán. Tả Tôn cười nói, vậy thì giết. Vũ Tôn nhìn về phía Tả Tôn nói, loại người giống như Diệp Huyên, hoặc là làm bạn, còn nếu đã là kẻ thù, vậy phải không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ. Yêu nghiệt thiên tài bực này, một khi trưởng thành sẽ vô cùng khủng bố. Quan trọng nhất chính là, Chí Tôn ủng hộ chúng ta giết hắn. Vũ Tôn gật đầu, ta và Mục Tôn cũng nghĩ như vậy. Nhưng hôm nay, Mục Tôn ngã xuống, mà chúng ta hoàn toàn không biết đó là Diệp Huyên giết, hay là người khác giúp hắn giết. Tả Tôn đột nhiên nói, sao không dụ hắn đến nơi này? Vũ Tôn cười gượng, ta và Mục Tôn cũng từng nghĩ như vậy, chỉ là, người này rất xảo quyệt, hắn sẽ không dễ dàng tiến vào giới này. Tả Tôn nói, hắn có người thân bạn bè không? Vũ Tôn nói, có. Nhưng mà, người của chúng ta căn bản không cách nào động đến người thân của hắn, bởi vì người có thể đi ra ngoài của chúng ta đều không phải đối thủ của hắn. Mà mấy người không sợ hắn lại bởi vì pháp tắc hạn chế mà không thể đi ra ngoài. Nói đến đây, gã cũng hơi uất ức. Nếu như bọn họ có thể ra ngoài, muốn giết Diệp Huyên, thật sự cũng không khó lắm. Vấn đề là, mấy người có thể áp chế Diệp Huyên lại không thể đi ra ngoài. Tả Tôn im lặng một lát, sau đó nói, vậy thì cưỡng ép đưa hắn tới. Trong tiểu tháp, Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, giờ phút này hắn đang kết hợp thuật phi kiếm và thuật đề đầu của mình lại với nhau. Phi kiếm đề đầu. Sau mấy năm, Diệp Huyên đã dung hợp hoàn mỹ cả hai. Về phần uy lực như thế nào, hắn cũng không biết. Có thể giết chết cao thủ cổ thần trong nháy mắt hay không, hắn cũng không chắc chắn. Dù sao, cao thủ cổ thần đều không đơn giản, mà sau khi dung hợp hoàn mỹ thuật phi kiếm và thuật đề đầu, hắn mở ra tầng phong ấn thứ hai trong phong ấn kiếm đạo của cha. Vừa cởi bỏ tầng phong ấn thứ hai, bốn chữ tràn vào trong đầu Diệp Huyên, kiếm vực vô địch. Kiếm vực vô địch. Diệp Huyên ngây người. Liên quan đến kiếm vực. Ngay sau đó, càng lúc càng nhiều tin tức tiến vào trong đầu Diệp Huyên. Dần dần, sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng. Kiếm vực vô địch. Đây cũng là một môn kiếm kỹ. Thế nhưng, đây là phần trên, mà trọng tâm của phần trên này là phòng thủ. Dùng kiếm làm thành vực, trấn thủ một giới. Phòng thủ. Diệp Huyên bắt đầu nghiên cứu kiếm vực vô địch này, cha để lại chắc chắn sẽ không tệ. Huống hồ. Hiện tại đúng lúc hắn lại thiếu một loại kiếm kỹ phòng thủ. Kiếm vực vô địch này, lại vừa khéo rất thích hợp. Tu luyện kiếm vực vô địch này, trọng tâm nhất chính là phải lĩnh ngộ được kiếm vực, mà Diệp Huyên hắn đúng lúc đã lĩnh ngộ được kiếm vực,
Nhưng, kiếm vực của hắn có chút vô dụng, mãi vẫn không phát huy tác dụng lớn nào. Mà lúc này, sau khi nghiên cứu kiếm vực vô địch mà cha để lại, hắn phát hiện, mình nhầm rồi. Kiếm vực này không chỉ kinh khủng bình thường. Hơn nữa, hắn cũng không hoàn toàn thấu hiểu kiếm vực. Kiếm vực. Dùng kiếm tạo thành vực, mà vực này, có thể làm được đến mức độc lập với thời gian và không gian. Một vực tương đương với một vùng độc lập bên ngoài vũ trụ hiện có. Đương nhiên, muốn làm được như vậy thì rất khó. Thế nhưng, hiện tại, thứ hắn có chính là thời gian nghiên cứu và tu luyện. Bên trong tháp nhỏ 10 năm thì bên ngoài là một ngày. Quá biến thái rồi. Biến thái đến mức bản thân hắn cũng cảm thấy có chút quá đáng. Như vậy cũng có chút làm càn rồi. Thế nhưng, hắn rất thích cảm giác làm càn như vậy. Đúng là sa đọa. Diệp Huyên cười ha ha. Rồi tiếp tục tu luyện. Nơi nào đó trong tầng mây, một cô gái ngồi xếp bằng trên biển mây, nàng ta nhắm mắt lại, cả người hợp thành một thể với đất trời này. Cô gái này chính là pháp tắc vũ trụ tối cao. Ngay lúc này, tầng mây trước mặt nàng ta nứt ra, sau đó, một cô gái chậm rãi bước ra. Cô gái này, chính là vị trí tôn đứng sau nấm mồ thần linh. Pháp tắc vũ trụ mở mắt nhìn cô gái, Đoá Nhất, người của ngươi ra khỏi nấm mồ thần linh rồi. Đoá Nhất cười nói, có sao? Sao ta lại không biết? Pháp tắc vũ trụ nhìn Đoá Nhất chằm chằm, người của ngươi đang nhắm vào thiếu niên kia. Đoá Nhất đi đến trước mặt pháp tắc vũ trụ, cười nói, đám tiểu bối cãi nhau ầm ĩ, chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Pháp tắc vũ trụ im lặng một lúc rồi nói, ngươi muốn động đến người của ta sao? Đoá Nhất khẽ nheo hai mắt, đúng là người của ngươi rồi. Pháp tắc vũ trụ nói, là người của ta. Đoá Nhất, ngươi có gì, thì nhắm vào ta, đừng nhắm vào hắn vẫn chỉ là một đứa nhỏ. Đứa nhỏ. Đoá Nhất đột nhiên bật cười, Phồn Đoá, ngươi thật nực cười, lúc người của ngươi giết người của ta, sao ngươi không nói hắn là đứa nhỏ? Phồn Đoá nhìn Đoá Nhất chằm chằm, đừng động đến hắn. Đoá Nhất khẽ nhếch miệng cười, ta muốn động đấy. Đột nhiên Phồn Đoá đứng dậy, nàng ta nhìn thẳng Đoá Nhất, ta nói rồi. Ân oán giữa ngươi và ta, đó là chuyện của chúng ta, ngươi có gì, thì cứ mặc sức nhắm vào ta, đừng động đến hắn. Nếu hắn có chuyện gì thì ta sẽ liều mạng với ngươi. Đoá Nhất cười nói, xem ra, ngươi thật sự rất quan tâm hắn, ngươi càng quan tâm hắn, ta càng vui, ha ha. Nói xong, nàng quay người rời đi. Phồn Đoá nhìn Đoá Nhất biến mất nơi xa, lạnh nhạt nói, ngươi tuyệt đối đừng khách khí, cứ nhắm chết cho ta. Bên trong tháp nhỏ, Diệp Huyên vẫn đang tu luyện. Lúc này, đã trôi qua mấy năm rồi. Không thể không nói, mỗi lần tu luyện, thời gian trôi qua không chỉ nhanh bình thường. Tu luyện không có thời gian. Mấy năm nay, hắn không chỉ củng cố cảnh giới bản thân toàn diện, mà còn trồng chất rút kiếm định sinh tử lên đến 820 đạo. Đây là cực hạn mà hiện tại hắn có thể làm được. 820 đạo. Thật ra, mục tiêu của hắn là 1000. Nhưng, thực sự làm không nổi. Hơn nữa, chỉ 820 đạo thôi. Kiếm khí đã có chút không chịu nổi rồi. Vì vậy, hắn vẫn phải nghĩ cách nâng cao kiếm khư. Ngoài ra, phi kiếm định sinh tử của hắn cũng tu luyện đến cực hạn của bản thân rồi. Nhưng, hắn vẫn không nắm chắc có thể diệt gọn cao thủ cấp cổ thần như cũ. Lúc trước khi đấu lại với Mục Tôn, nếu không dùng kiếm Thanh Huyên, thì hắn cũng sẽ mãi ở thế hạ phong. Đương nhiên, nếu hiện tại hắn dùng kiếm Thanh Huyên, hắn cũng nắm chắc 9 phần có thể miểu sát một cao thủ cổ thần. Kiếm Thanh Huyên tăng lên, cũng thật kinh khủng. Thế nhưng, hắn vẫn có phần không muốn dùng đến kiếm Thanh Huyên. Sức mạnh kiếm Thanh Huyên này, chung quy cũng không phải sức mạnh của bản thân hắn. Vật ngoài thân. Trước kia, hắn chính là quá ỷ lại thứ bên ngoài, bởi vậy, thực lực và tâm cảnh đều tăng lên khá chậm. Hiện tại, hắn lại càng muốn dựa vào bản thân hơn. Đương nhiên, nếu người khác dùng vật bên ngoài hoặc là kẻ địch quá mạnh, hắn cũng sẽ không khách khí. Ngoài rút kiếm định sinh tử và phi kiếm để đầu thì kiếm vực vô địch của hắn đã tu luyện thành công. Vực thủ. Một kiếm một vực, một vực một giới.
kiếm kỹ phòng thủ mạnh nhất. Chỉ cần hắn sử dụng kiếm vực, thì trong kiếm vực hắn gần như là ở trạng thái vô địch. Đáng tiếc, hiện tại hắn chỉ đạt được nửa phần trên. Nửa phần trên này là phòng thủ, nửa phần dưới chắc chắn sẽ là tấn công. Hắn rất hiếu kỳ phần tấn công này. Bởi vì cách phòng thủ tốt nhất chính là tấn công. Một lúc sau, Diệp Huyên quyết định cởi bỏ ấn ký kiếm đạo do đại ca để lại, thế nhưng lúc này, nhưng cảm nhận được gì đó, hắn đột nhiên nhíu mày, sau đó, hắn lập tức biến mất. Diệp Huyên vừa rời khỏi tháp nhỏ, một bóng người đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Vũ Tôn. Diệp Huyên có chút nghi hoặc, ta rất hiếu kỳ, sao các ngươi tìm được ta? Vũ Tôn lạnh nhạt nói, tìm được ngươi rất khó sao? Diệp Huyên cười nói, thôi vậy, không nói cái này nữa. Lần này ngươi đến chỉ có một luồng hình ảnh, xem ra không phải đến giết ta, thế nào, các ngươi muốn hòa giải sao? Hòa giải. Vũ Tôn khẽ cười, ban ngày ban mặt, ngươi lại nằm mơ sao? Diệp Huyên cười ha ha, tùy ý vung tay. Bù. Hình ảnh của Vũ Tôn lập tức bị xóa đi. Diệp Huyên đang định quay thân rời đi, mà lúc này, không gian trên đỉnh đầu hắn đột nhiên rung chuyển, sau đó không gian nứt ra, một cái gương đen khổng lồ nhẹ nhàng bay ra. Mà tấm gương đen này đang chiếu về phía hắn. Diệp Huyên nhíu mày, sau đó, không gian xung quanh hắn lập tức trở nên hư ảo, thoáng chốc, cả người hắn đã xuất hiện ở trước một khu mộ. Nấm mồ thần linh. Vẻ mặt Diệp Huyên u ám. Hắn đã bị ép buộc đưa đến nấm mồ thần linh rồi. Mà tấm gương đen kia vẫn ở trên đỉnh đầu hắn. Lúc này, Vũ Tôn kia đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, trước mặt Vũ Tôn còn có một người đàn ông trung niên đứng đó. Chính là Tả Tôn. Hai cao thủ cổ thần. Tả Tôn quan sát Diệp Huyên, khẽ nhíu mày, thời không cảnh. Gã không ngờ, Diệp Huyên thật sự chỉ là thời không cảnh. Diệp Huyên nhìn xung quanh u ám một vùng, có chút áp lực. Mà sau lưng hai người Tả Tôn, là một khu mộ. Diệp Huyên có phần hiếu kỳ liếc mắt nhìn khu mộ kia, sau đó hỏi, bên trong này có bảo bối sao? Vũ Tôn cười nói, người rất bình tĩnh. Diệp Huyên nhìn Vũ Tôn, các ngươi muốn hai người đánh một mình ta sao? Vũ Tôn lắc đầu, không phải. Diệp Huyên gật đầu, vậy thì tốt. Vũ Tôn lại nói, chúng ta là muốn năm đánh một. Nói rồi, sau lưng Diệp Huyên đột nhiên lại xuất hiện thêm ba ông lão. Toàn bộ đều là cao thủ cổ thần. Diệp Huyên lập tức nổi giận, năm đánh một, mặt mũi các người đâu vậy? Mặt mũi đâu? Vũ Tôn cười nói, chúng ta chính là không cần mặt mũi, người muốn thế nào? Diệp Huyên cười ha ha, sau đó, hắn vừa suy nghĩ, thì cả người lập tức biến mất. Lặng lẽ biến mất. Nhóm người Vũ Tôn lập tức ngây người. Dưới con mắt bọn họ mà lại biến mất không thấy. Mà lúc này, Diệp Huyên đã ở phía ngoài nấm mồ thần linh rồi. Trong tay hắn là thanh kiếm Thanh Huyên kia. Kiếm Thanh Huyên có thể bỏ qua thời không, không chỉ có thể dùng để giết người, mà còn có thể dùng để chạy trốn. Chỉ cần hắn muốn chạy, thì thế gian này thật sự không có mấy người đuổi kịp dược hắn. Diệp Huyên nhìn lối vào nấm mồ thần linh phía xa, khẽ nhếch miệng. Hiện tại hắn đã biết về thế giới bên trong nấm mồ thần linh rồi. Chỉ cần hắn muốn, bất kỳ lúc nào hắn cũng có thể đi vào bất kỳ nơi nào trong nấm mồ thần linh. Đương nhiên, hắn cũng sợ bị vây đánh. Một khi bị năm cao thủ cổ thần vây lại, thì hắn cũng đau đầu. Nhưng, hiện tại đối với hắn mà nói, đánh không lại, nhưng chạy thì còn được. Chỉ cần bản thân hắn không liều chết, đừng nói là năm cao thủ cổ thần, dù 10 cao thủ cũng khó mà giết được hắn. Bên trong nấm mồ thần linh, nhóm người Vũ Tôn lúc này đã sững sờ. Chạy rồi. Tên này lại chạy đi rồi. Hơn nữa còn chạy đi trước mắt bọn họ. Mà đến lúc này, bọn họ cũng không biết Diệp Huyên chạy thế nào. Lúc này, Tả Tôn ở bên cạnh bỗng lên tiếng, sơ suất rồi. Vũ Tôn trầm giọng nói, rốt cuộc là hắn chạy thế nào? Nấm mồ thần linh ta và ngoại giới có kết giới ngăn cả, mà hắn cản bản không xuyên qua kết giới kia, mà chỉ là biến mất trong hư không. Chuyện này, Tả Tôn nhẹ giọng nói, thời không chi đạo, hắn trực tiếp sử dụng thời không để bỏ trốn,
chúng ta muốn bắt người này, càng khó hơn rồi. Nói rồi, sắc mặt gã chợt u ám, gã không ngờ, Diệp Huyên lại tinh thông thời không chi đạo. Phú Tôn lại nói, bây giờ nên làm thế nào? Tả Tôn lạnh nhạt nói, nếu muốn khiến hắn ở lại nơi này, chỉ có một cách, chính là khiến người thân của ở lại nơi này. Chỉ cần người hắn quan tâm ở đây, thì hắn sẽ không chạy. Phú Tôn im lặng một lúc rồi nói, theo ta biết, lúc trước khi Tiểu Động Thiên tìm người này, thì đồng thời cũng phát lệnh tìm kiếm một người. Tả Tôn hỏi, người nào? Phú Tôn im lặng một lúc rồi nói, hình như là một cô gái váy trắng. Nghe nói người này là muội muội của Diệp Huyên, quan hệ hai người không tệ, nếu chúng ta có thể tìm được cô gái này, sau đó bắt nàng ta đến đây, dùng nàng ta để uy hiếp thì Diệp Huyên chắc chắn sẽ ngoan ngoãn chịu trói. Tả Tôn im lặng một lúc rồi nói, lúc trước Tiểu Động Thiên có tìm được nàng ta không? Phú Tôn lắc đầu, không có. Bọn họ nói với ta là vì cô gái này sợ hãi nên đã ẩn nấp rồi. Nói rồi, gã nhìn Tả Tôn, hiện tại chúng ta chỉ có mỗi cách này, chính là tìm cô gái kia, sau đó bắt đến nơi này, nếu không, Diệp Huyên này sẽ không ngoan ngoãn chịu trói đâu. Mà nếu hắn không nguyện ý ở lại nơi này, chúng ta căn bản không thể làm gì được hắn. Tả Tôn im lặng một lúc rồi nói, vậy thì đi tìm cô gái kia, không từ mọi giá tìm cho ra cô gái này, sau đó đem về nấm mồ thần linh, Phú Tôn trầm giọng nói, nhưng có thể phải dùng một vài vật trên cổ thần. Tả Tôn chậm rãi nhắm mắt lại, sử dụng tùy ý, nhất định phải tìm được cô gái này, Vũ Tôn gật đầu, đã hiểu. Ngay sau đó, cả nấm mồ thần linh bắt đầu điên cuồng tìm kiếm cô gái váy trắng kia. Mà sức mạnh của nấm mồ thần linh nào có thể so với Tiểu Động Thiên, thoáng chốc vô số trinh sát đã tiến lên khắp chư thiên vạn giới tìm kiếm cô gái váy trắng. Tại Tiểu Lâu. Trong lầu gác. Vẻ mặt lâu chủ Tiểu Lâu u ám. Bên cạnh gã, cô gái váy xanh trầm giọng nói, nấm mồ thần linh tìm lâu chủ làm gì? Lâu chủ Tiểu Lâu thấp giọng thở dài, bọn họ bảo chúng ta giúp đỡ cùng nhau tìm kiếm cô gái váy trắng kia. Cô gái váy xanh nhíu mày, bọn họ muốn ra tay với người bên cạnh Diệp Huyên. Lâu chủ Tiểu Lâu gật đầu, đúng vậy. Cô gái váy xanh nói, có giúp không? Lâu chủ Tiểu Lâu im lặng một lúc rồi nói, ta liên lạc với Diệp Huynh thẻ. Xem hắn nói thế nào. Nói rồi, gã lập tức đi xuống lầu. Một nơi nào đó trong tinh không, lâu chủ Tiểu Lâu vừa xuất hiện, Diệp Huyên đã xuất hiện ngay trước mặt gã. Lâu chủ Tiểu Lâu vội nói, Diệp công tử. Diệp Huyên cười nói, đích thân đến tìm ta, là nấm mổ thần linh có động tĩnh gì sao? Lâu chủ Tiểu Lâu gật đầu, nấm mổ thần linh muốn tìm muội muội ngươi. Diệp Huyên nhíu mày, muội muội ta. Muội muội nào? Vẻ mặt lâu chủ Tiểu Lâu có chút kỳ lạ, tên này có nhiều muội muội lắm sao? Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, lâu chủ, người vẫn còn chưa trả lời ta nữa. Lâu chủ Tiểu Lâu vội nói, bọn họ là muốn tìm cô gái váy trắng kia. Thanh Nhi. Diệp Huyên chớp mắt, cả người có chút khó tin, bọn họ muốn tìm nàng ấy làm gì? Lâu chủ Tiểu Lâu trầm giọng nói, có lẽ là muốn lợi dụng nàng ấy uy hiếp ngươi. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, cao lắm, chiêu này cao tay lắm, bội phục, Diệp Huyên ta khâm phục bọn họ từ tận đáy lòng. Lâu chủ Tiểu Lâu do dự chốc lát, sau đó nói, Diệp công tử, kế này của bọn họ thật cay độc. Nếu để bọn họ tìm được muội muội ngươi, tình cảnh ngươi và muội muội. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu. Lâu chủ Tiểu Lâu nhìn Diệp Huyên. Không biết Diệp công tử có tính toán gì không? Diệp Huyên nói, vốn dĩ ta nghĩ ra rất nhiều cách, nhưng không ngờ bọn họ lại làm như vậy. Bỗng nhiên cách gì của ta cũng đều vô dụng rồi. Lâu chủ Tiểu Lâu. Diệp Huyên nhìn lâu chủ Tiểu Lâu, bọn họ yêu cầu ngươi giúp. Lâu chủ Tiểu Lâu gật đầu, đúng vậy. Đương nhiên, ta sẽ không thật sự giúp bọn họ tìm kiếm, bọn họ. Diệp Huyên cười nói, giúp bọn họ tìm đi. Lâu chủ Tiểu Lâu ngạc nhiên, tại sao? Diệp Huyên nghiêm túc nói, nếu ngươi không giúp bọn họ có thể sẽ nhắm vào ngươi. Lâu chủ Tiểu Lâu trầm giọng nói, nhưng nếu ta tìm được thì chuyện này. Diệp Huyên cười nói, ta sẽ không trách ngươi, trái lại sẽ phải cảm ơn ngươi nữa. Lâu chủ Tiểu Lâu nhíu mày, như vậy là sao? Diệp Huyên chớp mắt, sau đó nói, cứ làm theo lời ta đi. Mọi hậu quả, ta sẽ chịu.
Lâu chủ Tiểu Lâu nhìn Diệp Huyên, gã im lặng một lúc rồi nói, được. Diệp Huyên cười nói, nếu có tin tức của nấm mồ thần linh nữa thì nhớ phải báo cho ta biết. Ân tình này, Diệp Huyên ta sẽ mãi ghi nhớ. Lâu chủ Tiểu Lâu ôm quyền, Diệp Huynh yên tâm, bọn họ có bất kỳ động tĩnh gì, ta đều sẽ báo cho Diệp Huynh đầu tiên. Diệp Huyên khẽ gật đầu, được. Lâu chủ Tiểu Lâu nói, Diệp Huynh bảo trọng. Nói xong, gã quay người rời đi. Sau khi Lâu chủ Tiểu Lâu rời đi, Diệp Huyên đột nhiên nhẹ giọng nói, nấm mổ thần linh này đúng là, sao đột nhiên lại nghĩ thông rồi. Hắn thật sự không ngờ, nấm mổ thần linh lại muốn tìm Thanh Nhi. Tìm Thanh Nhi. Đây là hành động kỳ diệu gì vậy chứ? Khiến hắn cũng ngây người. Ngay lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, Tiểu Chủ, người mau đi xem Tiểu An đi. Tiểu An. Diệp Huyên lo sợ trong lòng, hắn vội vàng đi vào tháp nhỏ, trong tháo nhỏ, Tiểu An đang nằm dưới đất, trên người tỏa ra một ngọn lửa. Diệp Huyên vừa muốn lại gần thì Tiểu Tháp đột nhiên nói, Tiểu Chủ, đừng lại gần, ngọn lửa này sẽ thiêu chết người. Diệp Huyên nhìn ngọn lửa kia, sau đó trầm giọng nói, Tiểu An có chuyện gì vậy? Tiểu Tháp nói, không biết, vừa nãy mới đang chơi, đột nhiên đã bùng cháy rồi. Ngay lúc này, Tiểu An đột nhiên run giọng nói, Diệp Huyên ca ca. Diệp Huyên vội nói, Tiểu An, muội không sao chứ? Cả người Tiểu An lập tức co lại, run giọng nói, đau. Diệp Huyên đột nhiên mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên đã xuất hiện trong tay hắn. Hắn lập tức bổ về phía trước. Bù! Ngọn lửa trên người Tiểu An lập tức bị tách làm hai, sau đó từ trong cơ thể Tiểu An bay ra. Hai ngọn lửa bay ra từ trong cơ thể Tiểu An, sau đó hai nhập thành một, rồi biến thành một gương mặt. Mặt người! Diệp Huyên nhìn gương mặt đó chằm chằm, ngươi là thứ gì? Gương mặt kia cũng đang nhìn Diệp Huyên chằm chằm, người phàm vô tri, ngươi cách xa Thánh Tôn xa một chút đi. Thánh Tôn. Diệp Huyên nhìn Tiểu An trước mặt, muội ấy là Thánh Tôn. Nói rồi, hắn đi đến trước mặt Tiểu An, muốn dìu Tiểu An dậy, nhưng lúc này, gương mặt kia đột nhiên tức giận nói, người phàm kia, người không có tư cách chạm vào Thánh Tôn, ngươi. Diệp Huyên đột nhiên nâng tay chém ra một kiếm. Bù. Gương mặt kia lập tức bị kiếm Thanh Huyền chém làm hai, nhưng ngay sau đó, nó lại hợp nhất làm một. Nhưng nó lại trở nên hư ảo hơn nhiều. Mà sau khi hợp nhất thành một, nó nhìn thanh kiếm trong tay Diệp Huyên, ánh mắt kiêng dè hơn nhiều, ngươi. Tên người phàm này, thanh kiếm này. Diệp Huyên nhìn gương mặt kia, sau đó nói, rốt cuộc ngươi là ai? Gương mặt kia nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ta chính là Hỏa Đức Tinh Quân, nhân gian đệ nhất thần. Diệp Huyên nhíu mày, thần. Gương mặt kia ngạo nghễ, người phàm nhà ngươi. Còn không mau quỳ xuống. Tay Diệp Huyên cầm kiếm nâng lên, ngươi có tin ta một kiếm bổ ngươi ra không? Gương mặt kia liếc nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, rõ ràng rất kiêng dè, nó do dự chốc lát, sau đó nói, người phàm, ngươi có dám không dùng kiếm này không? Diệp Huyên cười nói, đống lửa nhà ngươi đúng là không cần mặt mũi, ta là kiếm tu, không dùng kiếm thì dùng gì? Gương mặt kia nhìn Diệp Huyên chằm chằm, người phàm, ngươi. Diệp Huyên đột nhiên nói, cái gì mà người phàm hay không phàm, ta không thích cái bộ dạng cao cao tại thượng của ngươi. Ngươi còn dám gọi ông đây như vậy nữa, ta lập tức chặt ngươi ra. Gương mặt tức giận, ta chính là Hỏa Đức Tinh Quân, ta có thần cách trên người. Diệp Huyên cười nói, cái gì mà thần hay không thần, Thanh Nhi đã nói thế gian này không cái gọi là thần đó, chỉ có một vài người khá mạnh mà thôi, mà sau khi bọn họ mạnh đến một trình độ nhất định, thì sẽ tự xưng là thần. Nói bậy. Gương mặt tức giận, nói bậy. Nàng ta không hiểu gì về sức mạnh cả. Chỉ có người vô tri mới nói ra lời như vậy. Diệp Huyên nhíu mày, mà lúc này, Tiểu Tháp ở bên cạnh đột nhiên không nhịn được mà nói, lời này của ngươi ta không thích nghe. Gương mặt căm giận nhìn Tiểu Tháp, cái tháp phàm nhà ngươi im miệng cho ta, ngươi không có tư cách nói chuyện với bản tôn. Diệp Huyên. Nghe vậy. Tiểu Tháp lập tức nhảy lên, mẹ nó tổ tông 18 đời nhà ngươi. Cho ngươi mặt mũi ngươi không cần mặt mũi đúng không? Nói rồi, nó lập tức lao về phía gương mặt kia. Ầm ầm. Ngay sau đó, một tháp một lửa lập tức lao vào trận đánh. Diệp Huyên có chút kinh ngạc trong lòng,
hắn phát hiện, tiểu tháp sai khi được Thanh Nhi sửa đổi thì có chút mạnh hơn. Nó mà lại có thể cứng rắn với ngọn lửa mặt người kia. Ngọn lửa kia, ngay cả hắn cũng có chút kiêng dè. Lúc này, Tiểu An ở trong lòng Diệp Huyên đột nhiên mệt mỏi nói, ca ca. Diệp Huyên vội cúi đầu nhìn Tiểu An, sau đó tay phải hắn nắm lấy tay Tiểu An, vô số tử khí đi vào trong Tiểu An. Tiểu An nhìn Diệp Huyên, nhẹ giọng nói ta chết rồi sao? Diệp Huyên lắc đầu cười, nhà đầu ngốc, muội chỉ là có hơi yếu thôi, sao lại chết chứ? Tiểu An đang định nói thì lúc này, gương mặt ở phía xa đột nhiên nói, người phàm vô tri, mau buông thánh tôn ra. Diệp Huyên nhìn gương mặt kia, gương mặt và tiểu tháp đã quây lấy nhau, ai cũng không làm gì được ai. Diệp Huyên không nhìn được liếc nhìn tiểu tháp. Mẹ nó! Hắn phát hiện, tiểu tháp này lúc trước là che giấu thực lực rồi. Ngọn lửa mặt người này vô cùng kinh khủng, cho dù bản thân hắn cũng có chút e dè, mà lúc này, tiểu tháp lại có thể đánh được lâu như vậy. Rõ ràng, lúc trước tiểu tháp đã che giấu thực lực. Ngay lúc này, gương mặt kia đột nhiên dừng lại, nó nhìn tiểu tháp, tháp võ nhà ngươi, cũng có bản lĩnh đấy. Tiểu tháp lạnh nhạt nói, ngươi đừng có ra vẻ trước mặt ta, ông đây nói cho ngươi biết, dưới tam kiếm, ta vô địch. Trên tam kiếm, ông đây một đổi một. Nói rồi, nó lập tức lao về phía gương mặt kia. Diệp Huyên đen mặt, mẹ nó, tiểu tháp bây giờ lại còn biết ra vẻ nữa. Còn một đổi một nữa. Mẹ nó, quá mất mặt. Lúc này, Tiểu An đột nhiên nhìn gương mặt kia, ngươi. Ngươi là... Gương mặt kia chợt dừng lại, nó vội nói, Thánh Tôn, ta là Hỏa Đức đây. Là thuộc hạ trung thành nhất của người đây. Diệp Huyên bỗng nói, ngươi không phải là thuộc hạ nhân gian đệ nhất thần sao? Gương mặt tức giận nói, Thánh Tôn chính là nhân gian đệ nhất thần. Diệp Huyên quay đầu nhìn Tiểu An có chút ngơ ngác, muội. Muội không biết gì cả. Diệp Huyên nhìn tiểu tháp ở bên cạnh vẫn còn muốn ra tay, tiểu tháp, đợi đã. Để ta hỏi nó xem. Tiểu tháp hừ một tiếng, sau đó lùi về sau Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn gương mặt kia, sao Tiểu An lại là nhân gian đệ nhất thần? Ngươi có thể nói không? Gương mặt tức giận nói, tên loài người này, ngươi không xứng nói chuyện với ta. Diệp Huyên vừa suy nghĩ trong lòng, kiếm Thanh Huyên lập tức bay ra. Gương mặt kia lập tức bị kiếm Thanh Huyên chém bay ra cả vạn trượng, mà vừa dừng lại thì lập tức bắt đầu tan biến tốc độ nhanh chóng. Một kiếm này, Diệp Huyên không hề nương tay. Ở phía xa, gương mặt đang dần biến mất kia lập tức biến sắc, khi nó nhìn thấy Diệp Huyên đang định ra kiếm lần nữa, thì nó vội nói, loài người, chúng ta quân tử động khẩu không động thủ, nói chuyện, chúng ta nói chuyện, đừng ra tay. Diệp Huyên cười nói, ngươi nói, ta nghe. Gương mặt do dự chốc lát sau đó nói, loài người, kiếm này của ngươi từ đâu có được. Diệp Huyên đang định nói thì tiểu tháp bên cạnh đột nhiên lên tiếng, ta tạo ra. Gương mặt. Diệp Huyên. Diệp Huyên nghe thấy lời ấy của tiểu tháp thì có chút cạn lời. Tiểu tháp này cũng quá vô liêm sỉ. Cách đó không xa. Mặt người cả giận nói, tiểu tháp nhà có tài đức gì có thể tạo ra một thanh kiếm vượt qua cả quy tắc như thế. Diệp Huyên. Tiểu tháp lập tức giận tím mặt, mắt chó không nhìn thấy ngà voi. Ta là tiểu tháp đầu tiên trong chư thiên vạn giới này. Chủ nhân của ta cũng vô địch thiên hạ. Vô địch thiên hạ, mặt người cười lạnh, đúng là buồn cười. Trên đời này, dù là thánh tôn hồi xưa cũng không dám nói mình vô địch thiên hạ. Hơn nữa. Dù chủ nhân nhà ngươi vô địch thiên hạ thì cũng liên quan gì đến ngươi? Tiểu tháp nói, chủ nhân nhà ta vô địch thiên hạ thì chẳng khác nào là ta cũng vô địch. Hiểu. Diệp Huyên. Mặt người nhìn chằm chằm vào tiểu tháp nói, cái tiểu tháp rách nát nhà ngươi đúng là không biết xấu hổ. Câu nói như thế mà cũng dám nói ra khỏi miệng được. Tiểu tháp đang định cãi lại, Diệp Huyên bỗng cười nói, Hỏa Đức tinh quân, ngươi nói Tiểu An là thánh quân. Vậy tại sao nàng lại biến thành như bây giờ? Hỏa Đức tinh quân im lặng một lát rồi nói, bởi vì một số lý do đặc biệt. Diệp Huyên hỏi, lý do đặc biệt gì? Hỏa Đức tinh quân liếc Diệp Huyên, hễ. Ông ta vừa nói vừa nhìn thoáng qua thanh kiếm trong tay Diệp Huyên,
sau đó sửa sang tìm từ lại, loài người, có một số việc với ngươi tốt nhất là không nên biết mới tốt. Vì đây không phải là khía cạnh mà ngươi của bây giờ có thể biết được. Ông ta nói xong, ngừng một chút lại nói, ta cũng vì tốt cho ngươi thôi. Diệp Huyên cười nói, xem ra, lai lịch của các người đúng là không bình thường. Hỏa Đức Tinh Quân kiêu ngạo nói, đương nhiên rồi, chúng ta chính là cổ thần xuất hiện sớm nhất trong mảnh vũ trụ này. Cổ thần chân chính đã thoát khỏi phàm thai. Diệp Huyên cười hỏi, ông có biết pháp tắc vũ trụ tối cao không? Hỏa Đức Tinh Quân lắc đầu, không biết. Diệp Huyên im lặng. Xem ra, người trước mặt cũng không ở cùng thời đại với đám pháp tắc tối cao. Diệp Huyên nghĩ vậy không khỏi liếc Tiểu An đang đứng bên cạnh. Chính mình thuận tay cứu một người, vậy mà lại có lai lịch lớn như vậy. Tiểu An này vừa nhìn chính là một ông lớn. Lúc này, Tiểu An bỗng nhiên kéo lấy tay Diệp Huyên, nhỏ giọng nói, Diệp Huyên ca ca. Diệp Huyên cười nói, không sao, có huynh đây. Tiểu An ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, một lát sau chợt mỉm cười. Trước đó, cô bé vẫn mờ mịt và lo lắng không yên. Nhưng giờ phút này, nghe thấy câu ấy của Diệp Huyên, cô bé lại cảm thấy rất yên tâm. Hỏa Đức Tinh Quân đằng xa bỗng nhiên mở miệng, loài người, ngươi. Diệp Huyên bỗng ngắt lời Hỏa Đức Tinh Quân, chỉ số thông minh của ông đúng là thấp mà. Hỏa Đức Tinh Quân giận tím mặt, ý ngươi là gì? Diệp Huyên giơ kiếm Thanh Huyên trong tay lên, ở thời đại của các người thì có thể có thanh kiếm nào so sánh được với thanh kiếm này hay không? Hỏa Đức Tinh Quân liếc kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên, mặt mày hết sức khó coi. Diệp Huyên cười nói, xem ra là không có rồi. Hỏa Đức Tinh Quân im lặng một lát rồi nói, loài người, rốt cuộc thì ai đã tạo ra thanh kiếm đó? Diệp Huyên chỉ chính mình đáp, ta. Tiểu tháp. Hỏa Đức Tinh Quân nhìn Diệp Huyên, cuối cùng ta cũng biết được sao cái tiểu tháp rách nát kia lại không biết xấu hổ như vậy rồi. Hóa ra là chủ mất nết, tớ cũng hư theo. Diệp Huyên. Hỏa Đức Tinh Quân lại nói, loài người, ta đã sớm nhận ra ngươi bao nhiêu gram rồi. Với trình độ hiện giờ của ngươi thì hoàn toàn không thể tạo ra thanh kiếm ấy. Diệp Huyên cười nói, chúng ta không nói cái này. Ta chỉ muốn biết tại sao ông và Tiểu An lại biến thành như vậy. Hỏa Đức Tinh Quân trầm giọng nói, loài người, có chút chuyện biết sẽ gây bất lợi cho ngươi. Diệp Huyên nhìn Hỏa Đức Tinh Quân nói, nếu không phải nể mặt Tiểu An thì ta đã một kiếm bổ nát ông rồi. Đừng nói với ta cái gì mà thần với không thần, Diệp Huyên ta không kính thần. Còn ông, ta mong ông tỉnh táo chút, vì sức chịu đựng của ta có giới hạn thôi. Lại có lần sau thì ta sẽ bổ nát thần hồn ông đó. Hỏa Đức Tinh Quân kia nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên hơi khó coi. Còn Diệp Huyên thì ngón cái trên bàn tay trái của hắn đã đặt lên chuôi kiếm. Hỏa Đức Tinh Quân nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt hắn vẫn vô cùng bình tĩnh, chẳng hề có chút sát khí nào. Nhưng ông ta biết, chỉ cần mình cãi lại thì người trước mặt sẽ không chút do dự giết chết ông ta. Hỏa Đức Tinh Quân im lặng một lát rồi nói, phản loạn. Diệp Huyên nhíu mày, phản loạn. Hỏa Đức Tinh Quân gật đầu, có thần và cả ma. Diệp Huyên hỏi, các người thua. Sắc mặt Hỏa Đức Tinh Quân chợt trở nên dữ tợn, trong tình huống bình thường thì sao chúng ta lại sợ đám cổ ma kia? Chỉ là chúng ta không ngờ bên mình lại xuất hiện kẻ phản bội. Kẻ phản bội. Diệp Huyên im lặng một lát, lại hỏi, các người ở đâu? Hỏa Đức Tinh Quân đáp, thần cổ giới. Diệp Huyên, cách nơi này xa không? Hỏa Đức Tinh Quân đáp, rất rất xa. Hơn nữa, người trong mảnh vũ trụ này hoàn toàn không thể đi đến chỗ chúng ta. Vì người ở đây vẫn bị thời không hạn chế, mà nơi đó của chúng ta đã vượt thời không. Có thể nói, nếu không nhảy ra khỏi vòng giới hạn của thời không này thì sẽ chẳng bao giờ có thể đi tới chỗ chúng ta. Diệp Huyên gật đầu, hiểu rồi. Hắn nói xong bèn quay đầu nhìn về phía Tiểu An, sau này muội hãy đi theo ta đi. Tiểu An vội vàng gật đầu, được. Hỏa Đức Tinh Quân vội nói, loài người, thánh tôn là phải giết trở về thần cổ giới. Diệp Huyên nhàn nhạt nói, như bây giờ mà giết trở về thần cổ giới. Ông đang mơ đó hả? Hỏa Đức Tinh Quân còn định nói thêm gì đó, Tiểu An bên cạnh bỗng nói ông là thuộc hạ của ta. Hỏa Đức Tinh Quân vội gật đầu, đúng vậy. Tiểu An nói,
vậy ta nói, ông có nghe không? Hỏa Đức Tinh Quân cười khổ đáp, đương nhiên nghe rồi. Tiểu An nhìn Hỏa Đức Tinh Quân, bắt đầu từ giờ, ông phải kính trọng Diệp Huyên ca ca một chút. Hỏa Đức Tinh Quân liếc Diệp Huyên, đang định mở miệng thì Tiểu An lại nói, có vấn đề gì không? Hỏa Đức Tinh Quân im lặng một lát rồi nói, thuộc hạ không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là, Thánh Tôn, tha thứ cho tôi lắm lời, hắn ở cùng một chỗ với người thì sẽ hại chết chính hắn. Hắn không phải là cùng một đẳng cấp với chúng ta. Câm miệng. Tiểu An bỗng ngắt lời Hỏa Đức Tinh Quân. Hỏa Đức Tinh Quân hoảng sợ, vội vàng cúi đầu Thánh Tôn. Tiểu An nhìn chằm chằm vào Hỏa Đức Tinh Quân nói, ta không biết chúng ta từng mạnh thế nào, nhưng ta biết giờ chúng ta không có tư cách kiêu ngạo trước mặt Diệp Huyên ca ca. Khi không có thực lực thì lẽ nào không phải là nên cất vẻ kiêu ngạo của mình đi sao? Diệp Huyên nghe vậy không khỏi nhìn thoáng qua Tiểu An, trong lòng thầm thở dài. Tiểu An quả thật không giống người thường. Nhưng cũng đúng, dù gì cũng là một ông lớn mà. Hỏa Đức Tinh Quân im lặng một lúc, sau đó hơi khom lưng nói, thuộc hạ hiểu rồi. Tiểu An khẽ gật đầu, ban nãy ông nói với ta là kiếp trước ta chính là. Hỏa Đức Tinh Quân nói, không phải kiếp trước, Thánh Tôn, ngài chỉ là phong ấn thực lực và ký ức của mình thôi. Tiểu An trầm giọng nói, có phải là vì trốn tránh ma gì kia đuổi giết đúng không? Hỏa Đức Tinh Quân gật đầu, đúng vậy. Tiểu An im lặng, rồi quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên ca ca, nếu huynh để ta đi theo thì sau này có lẽ ta sẽ liên lụy đến huynh đó. Diệp Huyên im lặng, nếu theo như lời Tiểu An, chính mình dẫn cô bé theo thì mai sau chắc chắn sẽ gặp phải rất rất nhiều chuyện rắc rối. Tiểu An nắm chặt lấy tay Diệp Huyên, có chút căng thẳng. Một lát sau, Diệp Huyên cười nói, trước khi nàng khôi phục trí nhớ thì nàng chính là muội muội của ta. Mà sau khi nàng nhớ lại, đến lúc đó rồi nói sau, nàng thấy sao? Tiểu An vội vàng gật đầu. Diệp Huyên cười ha ha, vậy mấy người ở trong tháp trước đi. Nơi này tách biệt với bên ngoài, rất an toàn. Tiểu An gật đầu, được. Sau đó, Diệp Huyên đi tới một nơi yên tĩnh. Hắn quyết định mở ra ấn ký kiếm đạo mà đại ca để lại cho mình. Vừa mở ra, vô số tin tức lập tức chen chúc ùa vào trong đầu hắn. Một lát sau, khóe miệng Diệp Huyên khẽ nhếch lên. Đó là một bộ kiếm kỹ. Kiếm kỹ chính là cầu tử. Nhất kiếm cầu tử. Đây là một bộ kiếm kỹ mà đại ca để lại cho hắn. Cái quan trọng của bộ kiếm kỹ này chính là cầu được chết, ta ra một kiếm, cầu ngươi giết chết ta. Sau khi nghiên cứu một cách kỹ càng thì Diệp Huyên phát hiện, cùng với nói nó là một bộ kiếm kỹ thì thà nói đây là một sự tín niệm với kiếm đạo. Tín niệm cầu được chết. Giờ phút này, hắn mới cảm nhận được sự cô đơn của đại ca. Vô địch đúng là một sự cô đơn. Có hai đối thủ, nhưng lại tạm thời không thể đánh. Rất cô đơn và đau đớn. Nhất kiếm cầu tử kia có hai điều quan trọng, một là thái độ, hai là khí thế. Rất khó học được. Nó là kiếm kỹ khó học nhất trong ba loại kiếm kỹ. Bởi vì thật sự phải có lòng muốn chết mới phát huy được sức mạnh chân chính của nó. Nếu không có thì sức mạnh của bộ kiếm kỹ này sẽ thật sự bình thường. Mà nếu có lòng muốn chết thì sức mạnh của một kiếm kia sẽ chẳng có giới hạn. Lòng muốn chết càng mạnh thì sức mạnh cũng càng lớn. Diệp Huyên khẽ thở dài. Bộ kiếm kỹ này đúng là thích hợp dùng trong lúc rơi vào bước đường cùng. Bởi vì thường thì ai sẽ muốn chết, hắn cũng không phải đại ca, mỗi ngày đều muốn bị người khác giết chết. Nói cách khác, lúc cần dùng đến bộ kiếm kỹ này nhất chính là khi bị dồn vào bước đường cùng. Cái cảm giác chỉ còn muốn chết. Đương nhiên, hắn cũng không muốn mình có lúc ấy. Song, vẫn cứ nên tu luyện, lỡ có lúc cần dùng đến thì sao? Trong khoảng thời gian kế tiếp, Diệp Huyên bắt đầu tập trung nghiên cứu một kiếm cầu được chết kia. Dù sao trong tiểu tháp này thì cũng đủ thời gian. Chấm chấm chấm. Khi Diệp Huyên đang tu luyện thì nấm mồ thần linh cũng chẳng rảnh rang. Nấm mồ thần linh sử dụng hết toàn bộ sức mạnh của mình tìm tòi một cô gái mặc váy trắng. Hễ là có tin tức của cô gái váy trắng kia, chỉ cần báo thì sẽ được thưởng hậu hĩnh. Ngoài ra, toàn bộ hệ thống tình báo trong nấm mồ thần linh cũng khởi động, bắt đầu tìm kiếm cô gái váy trắng trong chư thiên vạn giới.
Trời không phụ lòng người, sau khi tìm kiếm khoảng nửa tháng thì cuối cùng họ cũng tìm được tin tức của cô gái váy trắng kia. Tại nấm mồ thần linh, một bóng người hạ xuống một chỗ trước mộ địa, kính cẩn hành lễ, kích động nói, Vũ Tôn, có tin tức của cô gái váy trắng kia rồi. Có tin tức rồi. Bóng người kia vừa nói xong, mộ địa kia chợt run lên, ngay sau đó, Vũ Tôn đi ra. Vũ Tôn nhìn bóng người trước mặt hỏi, có tin tức của người phụ nữ kia rồi hả? Bóng người gật đầu, vâng. Vũ Tôn chậm rãi nhắm mắt lại, trên mặt chợt nở nụ cười, Diệp Huyên, ngày lành của ngươi kết thúc rồi. Vũ Tôn quay đi, sau đó nói, cô gái kia đang ở đâu? Bóng người trầm giọng đáp, nàng cách chúng ta hơi xa, từng xuất hiện ở tinh vực ngạc xa xôi kia. Vũ Tôn nhíu mày, tinh vực ngạc. Bóng người gật đầu, đúng vậy. Vũ Tôn trầm giọng nói, thật xa. Tinh vực ngạc. Đó là một nơi cách đây rất rất xa, bọn họ cũng chỉ nghe qua chứ chưa đi bao giờ. Bởi vì nó thật sự quá xa. Tuy nấm mồ thần linh có thực lực mạnh mẽ nhưng họ cũng không có ý định thống nhất toàn bộ vũ trụ. Thế nên, những nơi khác trong vũ trụ cũng khá xa lạ với họ. Tinh vực ngạc, Vũ Tôn im lặng một lát rồi nói, cử người đi tinh vực ngạc, cần phải bắt nàng trở về, bóng người hơi khom lưng đáp, vâng. Hắn ta nói xong định rời đi thì lúc này bỗng có một giọng nói truyền đến từ bên cạnh, đợi đã. Cả hai xoay người nhìn lại, cách đó không xa, Tả Tôn đang chậm rãi đi tới. Tả Tôn nhìn Vũ Tôn, để chắc chắn, người hãy tự mình đi một chuyến đi. Vũ Tôn ngẫm nghĩ rồi gật đầu, cũng được. Tả Tôn nói, tên Diệp Huyên kia cũng không đơn giản, muội muội của hắn cũng chẳng phải kẻ yếu gì, đừng xem nhẹ lơ là, coi chừng lật thuyền trong mương. Vũ Tôn gật đầu, đương nhiên. Tả Tôn lại hỏi, đúng rồi, giờ Diệp Huyên kia đang làm gì? Bóng người đáp, hắn đang bế quan tu luyện. Tả Tôn im lặng một lát, nói, Vũ Tôn, người cần phải làm nhanh lên. Chúng ta không thể để cho tên Diệp Huyên kia có nhiều thời gian, tốc độ phát triển của kẻ này thật sự là cực kỳ khủng bố. Vũ Tôn gật đầu, biết rồi. Gã nói xong bèn xoay người đi vào trong đại điện nguy nga kia, chỉ thoáng chốc đã xin được một cái lệnh bài bằng gỗ. Bởi vì pháp tắc hạn chế bên ngoài, gã phải có Chí Tôn giúp đỡ mới có thể đi ra ngoài. Một lát sau, Vũ Tôn đã dẫn theo một đám cao thủ nấm mồ thần linh rời khỏi đây. Lên đường đến tinh vực ngạc. Chấm chấm chấm. Mà giờ phút này, Diệp Huyên vẫn chưa biết người của nấm mồ thần linh đã đi tìm Thanh Nhi. Lúc này, hắn vẫn đang điên cuồng tu luyện nhất kiếm cầu tử. Hắn càng tu luyện, càng cảm thấy kiếm kỹ này thú vị. Nhất kiếm cầu tử. Chưa nói đến cái khác, kiếm kỹ này nghe đã thấy rất khí phách rồi. Khi đánh nhau với người khác, trực tiếp hô lên một câu, nhất kiếm cầu tử. Từ trên khí thế thôi đã đủ để đè bẹp đối phương. Mà trong khoảng thời gian hắn tu luyện thì ngày nào Hỏa Đức Tinh Quân kia cũng đang giúp Tiểu An khôi phục ký ức. Tiểu An cũng không có phản đối, vì cô bé không muốn trở thành một kẻ vô dụng. Giờ, Hỏa Đức Tinh Quân kia cũng khách sáo với Diệp Huyên hơn rất nhiều. Bởi vì ông ta phát hiện, Diệp Huyên không chỉ có thanh kiếm kia không đơn giản, mà ngay cả cái tháp nhỏ này cũng thế. Thời không trong đây hoàn toàn khác với bên ngoài. Đây quả thật có chút đáng sợ. Thần vật kiểu này thường thì không nên có ở đây. Thế nên, ông ta cũng khá là tò mò với lại lịch của Diệp Huyên, thời gian trôi qua từng chút một, nháy mắt đã qua mấy năm. Mà mấy năm qua các khía cạnh của Diệp Huyên đều được tăng lên trên diện rộng, đặc biệt là về mặt kiếm kỹ. Có thể nói, giờ hắn đã nâng rút kiếm định sinh tử từ 820 luồng lên tới 880 luồng. Đây là cực hạn trước mắt của hắn. Nếu muốn đạt tới 1000 luồng thì chỉ có thể lên tới tiểu thánh nhân. Mà giờ, hắn vừa mới củng cố cảnh giới của mình, vẫn chưa muốn tiến lên tiểu thánh nhân cho lắm. Cảnh giới tăng lên quá nhanh cũng chẳng phải là chuyện tốt gì. Nóng vội thì hỏng việc. Ngoài rút kiếm định sinh tử ra thì thuật phi kiếm của hắn cũng tiến bộ rất lớn. Ở mặt tốc độ và sức mạnh thì ít nhất đã mạnh hơn trước gấp 3 lần. Trước đó, thuật phi kiếm của hắn hoàn toàn không thể tạo được một chút đe dọa nào đến cao thủ cấp cổ thần. Nhưng giờ, phi kiếm của hắn đã có thể đe dọa đến tính mạng của họ. Nói tóm lại,
thực lực giờ đây của hắn đã có một sự bay vọt về chất so với lúc trước. Cao thủ cấp cổ thần đã không còn đe dọa được đến hắn. Đương nhiên, mục tiêu của hắn cũng không phải là cấp cổ thần. Diệp Huyên rời khỏi tháp nhỏ, đi tới tiểu lâu. Vừa đến tiểu lâu lâu chỉ đã xuất hiện trước mặt hắn. Lâu chủ tiểu lâu nặng nề nói, Diệp Huynh, ta vừa nhận được tin, hình như nấm mổ thần linh đã tìm được muội muội ngươi rồi. Diệp Huyên nghe vậy sửng sốt, tìm được Thanh Nhi rồi. Lâu chủ tiểu lâu gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên im lặng một lát, nói, giỏi ghê. Lâu chủ tiểu lâu. Diệp Huyên lắc đầu cười, hắn thật sự không ngờ nấm mổ thần linh kia thế mà lại tìm được Thanh Nhi. Phải công nhận rằng đây thật sự là quá giỏi. Vì dù là hắn cũng không thể liên lạc với Thanh Nhi. Nhưng hắn không ngờ, nấm mổ thần linh kia lại tìm được. Diệp Huyên vội hỏi, ở đâu? Lâu chủ tiểu lâu trầm giọng đáp, ở tinh vực ngạc xa xôi. Tinh vực ngạc. Diệp Huyên nhíu mày, ta chưa nghe bao giờ. Lâu chủ tiểu lâu cười khổ, nó rất rất xa. Với chúng ta thì đó hoàn toàn là một tinh vực xa lạ. Diệp Huyên cười nói, cho ta địa chỉ đi. Lâu chủ tiểu lâu cau mày hỏi, người định đi cứu em gái mình. Diệp Huyên chớp chớp mắt, sau đó nói, đúng vậy. Ta muốn đi cứu em gái của mình. Tháp nhỏ, lâu chủ tiểu lâu nghiêm túc nói, Diệp Huynh, lần này đi có thể là một vị cao thủ cấp cổ thần đó. Diệp Huyên nhíu mày, chỉ là một vị thôi hả? Lâu chủ tiểu lâu kinh ngạc, một vị, còn chưa đủ à? Diệp Huyên nhỏ giọng lẩm bẩm, sao không tới thêm vài vị nữa chứ? Tiểu lâu lâu chỉ nghe thấy lời ấy của Diệp Huyên thì cả người có chút đờ đẫn, Diệp Huynh. Ngươi hy vọng họ đi thêm mấy cao thủ cấp cổ thần nữa hả? Diệp Huyên chớp mắt, rồi cười nói, đương nhiên là không. Hắn nói xong bèn đứng dậy rồi nói lâu chủ, cho ta địa chỉ của tinh vực ngạc đi. Ta muốn chạy đến cứu em gái mình, ta sợ đi mình đi chậm, em gái ta sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tháp nhỏ. Lâu chủ tiểu lâu gật đầu, cũng đúng. Hắn ta nói xong, búng tay một cái, một luồng sáng bay vào giữa trán Diệp Huyên. Chẳng mấy chốc đã có vô số tin tức truyền vào đầu hắn. Lâu chủ tiểu lâu đứng cạnh nói, Diệp Huynh, người mau đi đi. Không thì, em gái ngươi sẽ có nguy hiểm đến tính mạng đó. Một vị cao thủ cấp cổ thần, cũng không phải là nói chơi. Diệp Huyên vội gật đầu đáp, đúng, đúng, lâu chủ, tạm biệt nhé. Hắn nói xong bèn xoay người ngự kiếm bay lên. Lâu chủ tiểu lâu nhìn về phía chân trời, mãi lâu sau mới nhỏ giọng nói, nếu để cho nấm mổ thần linh kia bắt được em gái của Diệp Huynh, vậy tình hình của Diệp Huynh sẽ... Hắn ta nói đến đây, trong mắt lộ ra một vẻ cực kỳ lo lắng. Lần này, nấm mổ thần linh trả cái giá lớn như vậy mới tìm được em gái Diệp Huynh thì chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào bắt nàng ấy đi, rồi dùng nàng ấy để đe dọa Diệp Huynh. Đến lúc đó, tình hình của Diệp Huyên sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Chấm chấm chấm. Sau khi Diệp Huyên rời khỏi tiểu lâu bèn trực tiếp sử dụng kiếm Thanh Huyên xuyên qua thời không đi đến tinh vực ngạc. Thực ra, Diệp Huyên lại thấy hơi phấn khích. Thanh Nhi. Hắn cũng rất muốn gặp Thanh Nhi. Đã lâu lắm rồi hắn vẫn chưa gặp muội ấy. Cũng không biết giờ muội ấy thế nào. Nỗi nhớ nhung của hắn càng ngày càng nồng đậm. Chấm chấm chấm. Bên trong tháp nhỏ, Tiểu An đang chậm rãi đi dạo ở ven sông, bên cạnh cô bé chính là Hỏa Đức Tinh Quân. Tuy Hỏa Đức Tinh Quân không có để ý mấy đến Diệp Huyên và tháp nhỏ, nhưng lại cực kỳ kính trọng Tiểu An. Tiểu An bỗng nhiên hỏi, Hỏa Đức, gần đây ta cứ thấy hơi lo lắng, cũng không biết là tại sao. Sắc mặt Hỏa Đức Tinh Quân chợt thay đổi, Thánh Tôn, ngài thật sự cảm thấy lo lắng. Tiểu An gật đầu, đúng vậy, thậm chí có khi còn hơi sợ. Sắc mặt Hỏa Đức Tinh Quân có chút khó coi có, lẽ nào đám cổ ma kia tìm tới? Không nên mới đúng, nơi này cách cổ ma giới xa như vậy, họ hoàn toàn không thể nào tìm đến đây được. Tiểu An nặng nề nói, ta cũng không biết tại sao lại có cảm giác đó. Hỏa Đức Tinh Quân chần chờ một lát rồi hỏi, Thánh Tôn, giờ ngài vẫn không có cách nào khôi phục hết toàn bộ ký ức ư? Tiểu An lắc đầu, trong đầu có mấy mảnh ký ức vụn vặt, nhưng lại rất loạn, ta không thể ngưng tụ đầy đủ được.
Hỏa Đức Tinh Quân khẽ thở dài, chắc là di chứng của hồi đó rồi. Tiểu An cười hỏi, hồi đó ta bị đánh bại hả? Hỏa Đức Tinh Quân cả giận nói, sao có thể? Hồi đó, nếu không phải Thánh Tôn bị người một nhà đánh lén thì sao có thể thua bởi cổ ma kia? Ông ta nói xong, sắc mặt chợt trở nên dữ tợn, đều do con đĩ khốn kiếp kia. Không ngờ lại đánh lén Thánh Tôn, không thì hồi đó chúng ta đã không thua rồi. Tiểu An cười khẽ nói, vậy vẫn là thua mà. Hỏa Đức Tinh Quân vội vàng nói, không, nếu đánh một mình thì dù là cái tên được xưng là đứng đầu cổ ma giới kia cũng chưa chắc đánh thắng được ngài. Đều do con đĩ kia, ả ta đã phụ sự tin tưởng của ngài đối với mình. Tiểu An nhìn về phía Hỏa Đức Tinh Quân hỏi, cái người mà ông nói là. Hỏa Đức Tinh Quân im lặng một lát rồi đáp, một tên từng là cấp dưới của ngài. Ngài rất tin tưởng ả ta, cũng tin ả ta nhất. Tiểu An im lặng, rồi khẽ nói, ta hiểu rồi. Hỏa Đức Tinh Quân gần giọng nói, đợi Thánh Tôn khôi phục ký ức, chúng ta bèn giết trở về thần cổ giới, rồi tự tay giết chết người đàn bà đó. Tiểu An cười khẽ, sau này rồi nói sau. Hỏa Đức Tinh Quân bỗng trầm giọng nói, Thánh Tôn, ngài phải cách tên loài người kia xa một chút. Tiểu An hơi khó hiểu, tại sao? Hỏa Đức Tinh Quân nghiêm túc đáp, ngài là thần, hắn là phàm nhân. Tiểu An lắc đầu, Hỏa Đức, Diệp Huyên ca ca thật sự không đơn giản. Hỏa Đức Tinh Quân nói, là kiếm của hắn không đơn giản. Còn hắn rất bình thường. Tiểu An hỏi, nếu hắn bình thường thì sao kiếm kia lại nhận hắn là chủ? Hỏa Đức Tinh Quân im lặng. Tiểu An cười nói, Diệp Huyên ca ca rất tốt với người của mình, nhưng với người khác lại không tốt như vậy. Hỏa Đức, sau này ông phải tôn trọng huynh ấy chút. Không thì, dù Diệp Huyên ca ca không muốn giết ông, chờ ta khôi phục ký ức cũng sẽ không bỏ qua cho ông. Cô bé nói xong bèn đi về phía xa. Hỏa Đức Tinh Quân cười khổ. Bên trong một mảnh tinh vực không biết tên, Vũ Tôn dẫn theo một đám cao thủ nấm mồ thần linh không ngừng xuyên qua thời không. Mục đích của bọn họ chính là tinh vực ngạc kia. Vũ Tôn nhìn thời không vô tận đằng xa, Diệp Huyên, ngày tận thế của ngươi đến rồi. Một ông lão bên cạnh gã bỗng nhiên nói, lỡ Diệp Huyên kia không cứu em gái hắn thì làm sao giờ? Vũ Tôn cười lạnh, hắn chắc chắn sẽ cứu cô gái áo trắng kia. Bởi vì tên đó rất trọng tình trọng nghĩa, đây là điểm yếu của hắn. Chấm chấm chấm. Nửa canh giờ sau, đám người Vũ Tôn tiến vào tinh vực ngạc. Sau khi vào tinh vực ngạc, Vũ Tôn nhìn đánh giá xung quanh, sau đó nói, Bạch Dạ, người có biết gì về nơi này không? Phía sau Vũ Tôn, ông lão tên Bạch Dạ trầm giọng nói, biết một chút, nhưng cũng không nhiều. Vũ Tôn nói xem. Bạch Dạ trầm giọng nói, tinh vực này có một thế lực hùng mạnh, Bạch Ác gia tộc, bọn họ quản lý toàn bộ tinh vực ngạc. Ở đây còn có một loại linh khí đặc biệt, sinh linh khí, loại khí này không hề kém vĩnh sinh khí. Phú Tôn nói, đã từng tiếp xúc với bọn họ chưa? Bạch Dạ gật đầu, từng tiếp xúc qua, những người này không thân thiện cho lắm. Phú Tôn im lặng một lát, sau đó nói, mặc kệ bọn họ, mục tiêu của chúng ta là cô gái váy trắng kia. Bạch Dạ gật gật đầu, sau đó chỉ về phía trước, theo như thám tử của chúng ta hồi báo, cách đây không lâu cô gái váy trắng từng xuất hiện ở Linh Võ Thành phía xa kia. Phú Tôn nói, đi, đến Linh Võ Thành. Nhưng vào lúc này, một hơi thở mạnh mẽ đột nhiên thổi đến từ phía xa. Phú Tôn nhíu mày, rất nhanh, một ông lão xuất hiện ở trước mặt hắn cách đó không xa. Ông lão mặc một chiếc trường bào màu xám, hai tay giấu trong tay áo. Trên mặt nếp nhăn đan chéo nhau, thoạt nhìn trông rất già nua. Ông lão nheo mắt, cao thủ bậc cổ thần. Phú Tôn gật đầu. Ông lão này không phải là cao thủ bậc cổ thần. Bất luận là tinh vực cổ thần hay là tinh vực ngạc này, cũng đều chịu sự trói buộc của pháp tắc vũ trụ tối cao. Ông lão nhìn chằm chằm Vũ Tôn, nếu ngươi đã bước vào cảnh giới cổ thần, vì sao còn có thể xuất hiện ở thế gian? Phú Tôn lạnh nhạt nói, các hạ có từng nghe qua về nấm mồ thần linh? Ông lão nhíu mày, nấm mồ thần linh. Phú Tôn gật đầu. Ông lão trầm giọng nói, các ngươi đến tinh vực ngạc làm gì? Phú Tôn cười nói, các hạ yên tâm, chúng ta tới đây, chỉ để tìm người, không hề có ý gì khác. Ông lão trước mặt vẫn có chút đề phòng, tìm ai?
Phú Tôn nói, một cô gái mặc váy trắng. Nói xong, gã quay đầu nhìn về phía Bạch Dạ. Bạch Dạ vung nhẹ tay phải, bức tranh vẽ cô gái váy trắng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phú Tôn nhìn ông lão, các hạ có biết người này không? Ông lão nhìn bức tranh cô gái váy trắng, suy tư một lát, sau đó lắc đầu, chưa từng gặp qua. Phú Tôn trầm giọng nói, cô gái này từng xuất hiện ở Linh Võ Thành, hiện tại chúng ta đang muốn đến Linh Võ Thành, mong rằng quý tộc giúp đỡ. Ông lão trầm lặng một lát, sau đó nói, được. Cao thủ bậc cổ thần, đáng sợ là một vị cao thủ bậc cổ thần có thể xuất hiện ở thế gian. Điều này có nghĩa là đối phương có được sự tương trợ từ vị trí tôn nào đó, bằng không, căn bản không có khả năng ra ngoài. Hơn nữa, nấm mồ thần linh cũng là một thế lực siêu cấp, giúp đối phương một ân tình, sẽ có lợi. Dưới sự dẫn đường của ông lão, đoàn người đã đến được Linh Võ Thành. Trước cửa thành, ông lão trầm giọng nói, các vị, Linh Võ Thành này là đô thành của Ngạc tộc ta, đừng động thủ trong thành. Phú Tôn cười nói, tất nhiên. Ông lão gật gật đầu, sau đó dẫn đám người Vũ Tôn vào trong thành. Bên trong thành, Vũ Tôn quay đầu nhìn về phía Bạch Dạ, lục soát. Bạch Dạ khẽ gật đầu, sau đó dẫn theo các cao thủ nấm mổ thần linh biến mất. Vũ Tôn nhìn về phía ông lão, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, xa xa một giọng nói truyền đến, hóa ra có khách quý đến. Vũ Tôn nhìn về phía xa xa, cách đó không xa, một người đàn ông trung niên chậm rãi bước đến. Bên cạnh Vũ Tôn, ông lão của Ngạc tộc vội vàng giới thiệu, các hạ, đây là Ngạc Uyên tộc trưởng của Ngạc tộc ta. Ngạc Uyên. Vũ Tôn ôm quyền, Ngạc Uyên tộc trưởng. Ngạc Uyên khẽ gật đầu, nấm mồ thần linh, ta cũng đã nghe nói qua, chỉ vẫn chưa từng đến đó. Vũ Tôn cười nói, Ngạc Uyên tộc trưởng, không có việc gì thì không dám đến làm phiền, lần này ta tới, là vì tìm một cô gái. Ngạc Uyên nhíu mày, một cô gái. Phú Tôn gật đầu, đối phương và nấm mồ thần linh ta có chút hiềm khích, sau đó chạy trốn tới nơi này. Nói xong, gã ôm quyền, mong Ngạc Uyên tộc trưởng giúp đỡ. Ngạc Uyên trầm lặng một lát, sau đó nhìn về phía ông lão bên cạnh, Ngạc Lâm, truyền lệnh xuống, toàn lực truy tìm cô gái này. Ngạc Lâm khẽ gật đầu, rõ. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Ngạc Uyên nhìn về phía Vũ Tôn, cười nói, tôn giả. Không biết thực lực của cô gái này như thế nào. Phú Tôn nhíu mày, gã cũng thật sự không biết thực lực của cô gái này như thế nào. Ngạc Uyên nhìn thoáng qua Vũ Tôn, rất mạnh. Phú Tôn cười nói, dù mạnh đến đâu thì cũng chỉ là đại thánh nhân cảnh. Ngạc Uyên khẽ gật đầu, cũng đúng. Trong trường hợp bình thường, người đạt tới bậc cổ thần không thể xuất hiện ở bên ngoài. Mà nếu đối phương đã xuất hiện ở bên ngoài này, vậy chỉ có một cách giải thích, đó là đối phương chưa đạt tới cổ thần cảnh. Phú Tôn lại nói, tuy rằng đối phương là đại thánh nhân cảnh, nhưng cũng không thể khinh thường. Ngạc Uyên tộc trưởng, nếu người của ngươi tìm thấy nàng ta, nhất định phải cẩn thận chút. Tốt nhất là trực tiếp đến báo cho ta biết. Ngạc Uyên gật đầu, được. Nói xong, ông làm tư thế tay mời, tôn giả mời vào điện nghỉ ngơi một chút, đợi có tin tức sẽ thông báo với tôn giả. Phú Tôn gật gật đầu, vậy làm phiền rồi. Đoàn người đi về phía xa. Mà sau khi đám người Vũ Tôn đã rời đi, một người đàn ông xuất hiện ở trên đường. Người tới chính là Diệp Huyên đuổi theo đến. Hắn có kiếm Thanh Huyên, việc xuyên qua thời không này thật quá đơn giản. Hơn nữa, hiện tại sau khi biết vị trí chính xác của nơi này, hắn có thể đến đây bất kỳ lúc nào. Diệp Huyên nhìn thoáng qua bốn phía. Sau đó mở lòng bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay hắn, tiểu hồn, ngươi có thể cảm nhận được hơi thở của Thanh Nhi không? Tiểu hồn trầm lặng một lát, sau đó nói, không cảm nhận thấy. Diệp Huyên nhíu mày, ngươi cũng cảm nhận được. Tiểu hồn nói, không cảm nhận được. Diệp Huyên trầm giọng nói, là Thanh Nhi căn bản không có ở đây sao? Tiểu hồn nói, có khả năng này. Diệp Huyên nhìn về phía xa xa, người của nấm mổ thần linh nói Thanh Nhi từng xuất hiện ở đây, có lẽ là giả. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, hơi nhăn mày lại, chẳng lẽ muội ấy đã rời khỏi đây rồi. Hơn nữa, hắn có chút không hiểu đó là, Thanh Nhi và cha bọn họ không phải đã đến một vũ trụ không xác định rồi sao? Đúng lúc này,
Tiểu hồn đột nhiên kích động nói, tiểu chủ, ta cảm nhận được hơi thở của thiên mệnh tỷ tỷ rồi. Nghe vậy, Diệp Huyên vội vàng hỏi, ở đâu? Tiểu hồn đột nhiên chỉ về phía chân trời bên phải, ở bên kia. Diệp Huyên cầm theo tiểu hồn, sau đó trực tiếp biến mất tại chỗ. Gần như cùng một lúc, trong đại điện, Vũ Tôn đột nhiên đứng lên, tìm được rồi. Nói xong, gã lập tức dẫn theo đám cao thủ nấm mồ thần linh biến mất. Ngạc Uyên hơi do dự, sau đó cũng đi theo. Chấm 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 chấm. Nơi nào đó phía chân trời, Diệp Huyên ngự kiếm mà đi, giờ phút này hắn rất hưng phấn. Thanh Nhi. Rốt cục có thể gặp được Thanh Nhi rồi. Đúng lúc này, một hơi thở khủng bố đột nhiên thổi quét đến từ bên phải hắn. Diệp Huyên quay đầu nhìn, người đến là đám người Vũ Tôn. Vũ Tôn nhìn thấy Diệp Huyên cũng hơi ngẩn người, ngay sau đó, gã nheo mắt lại, Diệp Huyên. Diệp Huyên đột nhiên gằn giọng nói, Vũ Tôn, có gì ngươi cứ nhằm vào ta, nhằm vào muội muội của ta, ngươi còn tính là hảo hán không? Vũ Tôn cười ha ha, Diệp Huyên, xem ra ngươi rất quan tâm muội muội của ngươi. Diệp Huyên nhìn chằm chằm Vũ Tôn tốt xấu gì cũng là một vị cao thủ cổ thần cảnh, lại có hành vi như thế, ngươi không thấy rất mất mặt sao? Vũ Tôn lắc đầu, Diệp Huyên, đây đều là do ngươi ép. Không bắt muội muội của ngươi, ngươi sao có thể ngoan ngoãn tuân theo sự chi phối? Diệp Huyên trầm giọng nói, ta sẽ không để ngươi đạt được mục đích đâu. Vũ Tôn cười ha ha, điều này không thể theo ý ngươi rồi. Ha ha. Nói xong, gã lập tức tăng nhanh tốc độ. Gã không lựa chọn động thủ với Diệp Huyên, bởi vì gã biết, cho dù Diệp Huyên không đánh lại bọn họ, nhưng là, nếu Diệp Huyên muốn chạy trốn, toàn bộ bọn họ liên thủ với nhau cũng không ngăn được. Bởi vậy, trước tiên phải bắt muội muội của Diệp Huyên. Theo sự tăng tốc của đám người Vũ Tôn, Diệp Huyên cũng tăng nhanh tốc độ. Chỉ chốc lát, mọi người đã đến dưới một ngọn núi lớn, mà vừa đến dưới núi, Ngạc Uyên đã xuất hiện trước mặt đám người Vũ Tôn. Ngạc Uyên nhìn Vũ Tôn, mỉm cười, tôn giả, nếu cần, cứ dặn dò một tiếng. Ở phía sau ông ta còn có mười mấy cao thủ siêu cấp đại thánh nhân cảnh. Một bên, Diệp Huyên nhìn thoáng qua Ngạc Uyên, không nói gì. Vũ Tôn mỉm cười, vậy đa tạ. Nói xong, gã nhìn lên trên đỉnh núi. Ngay sau đó, gã trực tiếp xuất hiện trên đỉnh núi, cùng lúc đó, mọi người cũng hiện ra trên đỉnh núi. Ở trên đỉnh núi có một nhà tranh nhỏ, hai người đang ngồi trước nhà tranh. Một cô gái một ông lão. Ông lão tóc bạc phơ, khuôn mặt vô cùng già nua, không biết đã sống được bao nhiêu năm. Mà cô gái chính là cô gái váy trắng. Trước mặt hai người bày một bàn cờ. Diệp Huyên nhìn thấy cô gái váy trắng, liền nở nụ cười. Thật sự là Thanh Nhi. Nhưng rất nhanh, Diệp Huyên cau mày lại, bởi vì hắn phát hiện, Thanh Nhi trước mặt căn bản không phải bản thể. Chỉ là một phân thân. Lúc này, Thanh Nhi ở xa xa đột nhiên quay đầu, nàng ấy nhìn Diệp Huyên, mỉm cười, huynh. Diệp Huyên đi về phía Thanh Nhi, cũng muốn hỏi rõ ràng, lúc này, Vũ Tôn đã trực tiếp xuất hiện chắn ở chỗ cách Thanh Nhi không xa, gã mở lòng bàn tay ra, hai tờ giấy trắng đột nhiên bay lên không trung. Giấy thần. Hai tờ giấy trắng vừa bay đến không trung đã lập tức biến thành màu đỏ máu, ngay sau đó, một lực lượng cực kỳ đáng sợ xuất hiện ở bốn phía. Diệp Huyên cau mày lại. Hai tờ giấy thần này khủng bố hơn rất nhiều so với tờ lúc trước Mục Tôn lấy ra. Bảo bối của nấm mồ thần linh này không phải nhiều bình thường. Cô gái váy trắng nhìn thoáng qua hai tờ giấy biến thành màu đỏ kia, vẻ mặt bình tĩnh. Mà lúc này, Vũ Tôn đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, Diệp Huyên, người có biết vật này là gì không? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Vũ Tôn nói, đây là giấy thần, đến từ thời đại thượng cổ, từng được thần đế sử dụng, trong đó không chỉ có pháp tắc đại đạo tối cao, còn có một tia thần lực. Thần lực chân chính, nếu được cao thủ bậc cổ thần điều động, giấy này có thể dễ dàng xóa bỏ một vị cao thủ cổ thần cảnh. Nói xong, gã mỉm cười, Diệp Huyên. Hiện tại chỉ cần ta sử dụng tâm niệm, muội muội của ngươi sẽ bị thiêu cháy thành hư vô ngay tại chỗ. Ta hỏi ngươi sợ hay không sợ? Diệp Huyên nhìn thoáng qua Vũ Tôn, ta sợ quá, ta chưa bao giờ sợ như vậy. Chấm 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 chấm. Nghe thấy lời Diệp Huyên,
Vũ Tôn không nhịn được cười lớn. Như gã đã đoán, Diệp Huyên này quả nhiên là người trọng tình. Chỉ cần lấy muội muội hắn để uy hiếp thì Diệp Huyên chắc chắn sẽ nghe theo. Cuối cùng có thể giải quyết cái tên đau đầu này rồi. Ngay lúc này, ông lão tóc trắng trước mặt cô gái váy trắng đột nhiên lại nói, tờ giấy này của ngươi. Hình như là của ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 162.